báo chưa? Hello, xin chào tất cả các chị yêu của em. Vô vô mấy chế ơi, đồ đẹp mấy chế ơi. Ai đang coi live chấm bài luôn ạ? À? Ê, bà đưa hai cái bao hàng lẻ, đưa một bao hàng lẻ luôn. Ai đang coi live vô vô nhanh tay mấy chế ạ? À? Hello, em chào chị Huyền Vũ Thu. Hello, chào Phương Phạm ạ. À. Lấy cho em một bao lẻ, một bao thôi. Hello, em chào chị Phương Phạm ạ. À. Hello, em chào mấy chị yêu của em. Anh coi live chấm bài nha. Hôm nay trời ơi, đồ rất là đẹp luôn. Và có một cái lô là túi cao cấp, gọi là cao cấp ơi là cao cấp luôn. Mấy triệu một cái là hàng Like Âu. Mà chỉ có ba mươi mấy cái, mỗi cái chỉ đúng có một cái thôi ạ. À. Em đợi mấy chị vô một cái là em sẽ sale rẻ nha. Hello, em chào chị Hưng Trương ạ. À. Xin chào tất cả các chị yêu của em. Ai đang coi live chấm bài chia sẻ với mấy anh một nút đi mấy chế. Chấm bài chia sẻ với em một nút nha các chị yêu của em nha. Hello, em chào mấy chị yêu của em ạ. À. Ai đang coi like vô like nha. Trời ơi, đầm đẹp lắm. À, em có một cái lô đầm là mỗi thứ chỉ có đúng một cái thôi. Lô đầm mỗi thứ có một cái nhưng mà đó là đầm cao cấp. 2 triệu mấy một cái lận. Và hôm nay em sẽ sale rẻ 300 ngàn một cái nhưng mà mỗi thứ chỉ có đúng một cái thôi. Lô đầm cao cấp. Đầm này là đầm treo shop nha mấy chị nha. Hello, em chào chị Mùa Hoa Cúc Vàng, chào chị Phương Lu. Chế nào đang vô like chia sẻ giúp một lúc. Hello, em chào chị Hiếu Nguyễn ạ. À. Rồi, chuẩn bị lên, lên, lên cho mấy anh nha. Trời ơi, đẹp quá mấy chị ơi. Hàng mới chưa kịp khui bao. Hello, em chào chị Thi Nghị ạ. À. Hai Minh Anh, hello, chào chị Tiên. Mà em nói là em vô cái live stream này, nói chung chị nào mà hôm nay mà size M nha. Size M là rất là hời luôn. Và đầm cao cấp là đầm 2 triệu mấy một cái đầm. 2 triệu mấy một cái đầm. Hôm nay em tặng với giá cực kỳ sốc luôn. Ai đang coi like chấm một nút chia sẻ giúp em luôn em mấy chị. Hàng mới về rất là đẹp, rất là đẹp ạ. À. Hello, em chào mấy chị gái yêu của em ạ. À. Rồi em sẽ lên mẫu nha. Hello, em chào chị Đồng Nhi Lam luôn. Rồi đưa cái kéo cắt ghế luôn nè. À. Đây, chưa kịp khui luôn mấy chế. Còn hàng mà đủ là em mới khui một phần à. Còn này là hai bao mới luôn, hai bao mới mới về. Nay thấy bé nhiều năng lượng, trời ơi phải có năng lượng chứ kiếm tiền mà chế. Với lại hôm nay nói chung cũng dạo này có nhiều niềm vui lắm nên là phải có năng lượng ha. Mà đầm cao cấp 2 triệu mấy một cái, 2 triệu mấy một cái hôm nay xả với giá bất ngờ luôn. Nói chung hôm nay ai hơn thì rinh được, mỗi thứ chỉ có một thôi. Rồi bây giờ em sẽ chuẩn bị lên cho mấy chị coi vài mẫu. Rồi em cho em nhá hàng trước nha, cho coi vài mẫu coi coi có đẹp không. Hello, em chờ chị Dương Phạm luôn. Trời ơi xuất sắc. Hôm nay em sẽ cho coi vài mẫu để có chị yêu của em coi đã, coi đã vài mẫu rồi chuẩn bị lên. Trời ơi xuất sắc chưa, có những cái đầm mà em nói xuất sắc chưa mấy chế. Trời ơi đẹp dễ sợ luôn, đẹp lắm luôn, đẹp ơi là đẹp, đẹp mà không trả không chịu nổi luôn ạ. À. Này ghé shop em nè, hao kim quá nha Minh Anh chị, chị Tê Ly ạ. À. Rồi mấy chị ơi phải hao kim dài dài. Từ đây đến Tết đồ sale rất là nhiều. Mà em gom hàng sale cho mấy chị là mấy chị mua hà mua cái đầm mấy triệu bạc mà bây giờ chỉ mua với giá bao nhiêu tiền? Có mấy trăm ngàn bạc thôi. Hello Phương Lê Lê Phương luôn nè. Trời ơi mấy chế sẽ lên vài mẫu nha. Cái này là về lô là đủ size hết luôn. Hàng về lô đủ size. Những cái đầm này là hầu như 2 triệu mấy, 2 triệu mấy một cái. Các chị nhìn chất của nó đây. Cái nhìn những cái đầm này coi, trời ơi xuất sắc chưa. Đầm này đầm tiểu thư treo shop 2 triệu mấy một cái đây nè. Trời ơi rất là đẹp luôn. Và bây giờ bé anh sẽ sale shop. Chị nào hơn mình có size thì mình lấy. Nhưng mà hầu như những cái này nè là đủ size M, L, XL cho tới 2XL luôn. Và hôm nay đầu like sẽ tặng. Hôm nay đầu like sẽ tặng. Mà trước khi em anh lên like, các chị muốn em lên quần áo hay các chị muốn lên túi trước? Vì cái lô túi này là hàng cao cấp hơn ngày hôm bữa luôn. Túi đó là túi Like Âu chỉ là bao nhiêu? 2 triệu mấy, 3 triệu mấy, 4 triệu mấy. Có cái 5 triệu mấy luôn mà đang sale. Mà chỉ có một cái là mấy chị muốn em lên túi trước hay là mấy chị muốn em lên quần áo trước? Mấy chị cho xin cái comment đi. Mấy chị cho xin cái comment đi để coi cái này cái nào. Trời ơi hàng đẹp không? Hello mấy chị gái yêu của em. Trời ơi em nói thiệt, hàng mà không đẹp không chất lượng trả lại tiền giúp em. Cái nào cái nấy trời ơi phải là quá chất luôn ạ. À. Hello em chào chị Quế Trinh nè, à, chị Trung Nari luôn. Trời ơi ok thích túi lên túi, trời dễ thương chưa. Mấy chị thấy chất chưa? Đây 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 ok chưa? Nói mà không đẹp trả lại tiền. Trời ơi chị Nhung Nari nó lên túi trước đi. Lên túi là không biết là hôm nay có ai mà giật hàng được không. Nhưng mà nhớ giúp em nha, mọi thứ có một cái à. Ai mà chia sẻ like có giá sốc luôn. Quần áo đi à. Thôi bây giờ em xen kẻ túi với quần áo nha.
Chị Nhung Lauri ơi, đừng 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 có chấm nhiều quá, đừng có chấm nhiều quá. Trời ơi, quần áo đẹp. Quần áo đẹp không à? Quần áo này 2 triệu mấy một cái. Các chị nhìn đây, đây các chị nhìn một cái cho em. Các chị nhìn giúp cái em xen kẽ nha. Bây giờ em sẽ lên 5 cái túi trước. Rồi em sẽ lên đầm, rồi 5 cái túi lên đầm để mấy chị có thể vừa mua túi được và vừa mua đầm được luôn. Ok chưa? Hôm nay live này là sắm Tết nha. Chuẩn bị tinh thần nha mấy chị nha, tại vì đồ em nói thiệt luôn, em về một đống hàng luôn, em lựa được 20 mấy cái đầm để em mặc. Là các chị hiểu đợt này về đầm cao cấp không à? Đợt trước là 800 ngàn một cái đầm, còn đầm đợt này là về hầu như là mấy triệu một cái, hàng cao cấp mấy chị nhìn giúp em. Đẹp lắm luôn, và hôm nay mấy anh sẽ sell. Rồi bây giờ cái lô túi lẻ hàng cao cấp anh lôi ra. Bây giờ lên trước 5 cái túi rồi lên đầm ha. Rồi ai đang coi like chắc bài luôn. Rồi đẹp lắm. Không phải cái lô túi á, hỏi hơn á. Cái lô túi lẻ. Không phải cốt luôn. Cái thùng túi lẻ mới hướng một cái á, trừ neo eo vì á. Hôm qua đem về để đây em soạn mẫu nè. Em đưa cho anh trong cái bao rồi anh thảy vô mà, rồi anh cất mà. Chân quan nào? Gì? Rồi hello, em chào chị Nguyễn Linh nè. Trời ơi, bây giờ lên túi 5 cái túi trước rồi lên đầm hiệu. Mà hôm nay nha, ưu tiên là những cái đầm size M đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Đầm lẻ size M có cái đầm 3 triệu mấy luôn, mà 3 triệu mấy giá treo shop luôn, và hôm nay tặng nè. Rồi bây giờ em sẽ lên từng từng cho mấy chị coi. Mới mở ra, mới khui bao rồi thôi là thấy cái đầm đỏ này là đẹp tuyệt vời rồi. Mặt đầm đỏ này mà không đẹp, trả lại tiền ngay luôn. Rồi bây giờ sẽ lên 5 cái túi đầu tiên trước ra, rồi sẽ lên quần áo mấy chị. Rồi lên cho mấy anh luôn. Mỗi thứ một cái thôi nha mấy chị. Mỗi thứ một cái thôi cho mấy anh luôn. Túi không đẹp trả lại tiền mấy chị ơi. Đầu tiên lên mã đi chị Linh. Mã cho em là mã 1 nha mấy chị nha. Nhanh tay chốt mã 1 à. M1, cái túi này không đẹp trả lại tiền cho em. Trời ơi, túi này là hàng cao cấp nha, cao cấp hơn cái túi hôm qua luôn. Là tại vì cái này là hàng Light Âu, người ta đang bán là mấy triệu bạc, 4-5 triệu một cái, cầm nặng chịch cái tay luôn mấy chị. Đây. Hello mấy chị yêu của em, ai đang coi chấm bài chia sẻ giúp em. Ai bài chia sẻ giúp em, trời ơi, một cái con siêu phẩm, phải nói là trên cả tuyệt vời luôn nha mấy chị nha. Dạ, mã này đó cho em cho cái anh trời ơi. Ủa sao vậy? Mã này lên đơn cho anh, mã số cho em là trời ơi, đẹp quá, xuất sắc. Đây các chị ơi, có bao ở bên ngoài luôn. Lên đơn cho em mã số 1 đi. M1 giúp em nha mấy chị nha, nhanh tay chốt đơn. Hello, em chào mấy chị. Chị nào chốt vui lòng comment giúp em, ghi bình luận lên. Ghi giúp em là mã sản phẩm và kèm theo cho em số điện thoại tại ngay cái livestream ngày hôm nay, và sẽ được chốt đơn. Cái này được 2 cái không chị Linh, kiếm giùm em trong đó luôn. Cái này được 2 cái. Lên đơn cho mấy anh cái này nha các chị nha. Hàng siêu cấp, là hàng Light Âu, là từ chất da và đường may là như thật luôn, chứ không phải là hàng phát và hàng F1. Hàng tùng du là chất da của nó, là chất da hãng. Và đặc biệt là full, bên trong là full tác cho mấy anh luôn. Lên đơn cho em mã 1. Cái túi này rất là đắt luôn, và hôm nay mấy anh sẽ tặng đầu like cho mấy chị. M1 lên đơn cho mấy anh. Chuẩn bị lên đơn cho em mã số 1. M1 nha mấy chị nha. 300.000 đồng cho em mã số 1. Hôm nay mấy anh tính bán của này 1 triệu, em tặng nhanh 300k lên đơn cho em mã số 1 đi mấy chị. Quá sốc luôn nha mấy chị nha, chứ có 300k đó là mã. Túi này mà không đẹp trả lại tiền luôn. Trời ơi đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Cái túi này nó mở làm sao đây? Hôm qua mới coi cái cách mở. À đây, mở đây cho mấy anh. M1 không đẹp 300.000 trả lại tiền. Trời ơi. Cái này hai cái thôi nha, không có cái thứ ba. Cái này chỉ đúng hai cái thôi. Đây là dây đeo luôn cho mấy anh. Đẹp lắm luôn, không đẹp trả lại tiền, rất là đẹp luôn. Đây, các chị nhìn giúp em, từng đường may, từng đường mũi, và rất là chắc chắn cho mấy anh luôn. Đây, bên trong nè, nó có may nạm ở bên trong luôn. Đây, các chị nhìn giúp em, các chị nhìn giúp bé anh nạm ở bên trong luôn. M1 em cho chị Hiền Nguyễn một cái, chị Son đi chờ một cái. M1 hết rồi, qua cho em mã số M2. Hết sạch mấy chế ơi. Đây ơi, hết rồi Võ Hệ yêu dấu ơi. Bây giờ chuẩn bị lên cho M2 nè. Không đẹp trả lại tiền luôn. M2 cho em nè. Đây, chốt đi. Cái này
cái luôn mà. Có hai cái. Cái này cái mấy? Cái này mã khác nữa hả? Rồi. Sao tôi thấy như nhau mà sao khác được bà Linh? À M2 là kiểu khác. M2 là kiểu khác. Ai lấy M2 lên đường 300.000 đồng cho em mã số M2 một cái duy nhất. M2 trời ơi. Xuất sắc, M2 đúng một cái rồi. Trời ơi mấy chế ơi. Em nói cái gu cái LV này mấy chị đi ra ngoài bao nhiêu tiền, nhìn cho em cái độ nặng của cái túi này, nhìn cho em. Nó đẹp trên cả tuyệt vời luôn. Mã số 2 300k lên đơn M2 cho mấy anh. Trời ơi đẹp quá. Xuất sắc, xuất sắc. 300.000 đồng mã số M2 cho mấy anh. Đây. M2 là cái này em đang cầm trên tay nha mấy chế nha. Đẹp lắm luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Nãy giờ ai chốt M1 hụt lên lấy M2 giúp em. Trời ơi đẹp chưa. M2 chốt cho chị Sa Lanel M2 rồi. Hello Phương Lê Lê Phương cho một cái nút chia sẻ vì em sale quá rẻ mấy chế ơi. M2 Sa Lanel chốt M2 rồi. Hết M2. Lên mã này mã mấy? Trời ơi xuất sắc xuất sắc. Màu này mấy cái? Một cái hả? Một cái mã số 3 cho mấy anh. Đúng 5 cái túi là em sẽ lên tiếp tục hàng quần áo cho mấy chị. M này lên đơn cho em. Cái này đẹp nè. Mã này là cho em năm 2020 luôn. Mã số 3. Một cái duy nhất. Một cái duy nhất mã 3. Rồi ôi mấy chị ơi. M3 giúp em là 300k. M3 nhanh tay Minh Anh like xong coi tin nhắn tìm thêm hàng chị với nha. Ok chị Nguyễn Vân. Hello chào chị Yên Hoàng. Cái này mở sao? Tại vì cái này là nguyên siêu cho bé anh luôn nè. Nguyên siêu cho bé anh luôn. Đây trời ơi cái LV. Cái này của thằng LV. Năm nay là năm. Cái năm nay nè, nó lên 1854 là năm sản xuất của hàng LV. Nó là kỷ niệm nên năm 2020 LV ra cái mã này. Trời ơi đẹp xuất sắc. M3 chốt cho chị Võ Huệ một cái luôn rồi. Ôi quá đẹp, quá là đẹp luôn. Lên tiếp tục M4 nè. Lên cho em M4 nè. Trời ơi quá xuất sắc. M4 là màu xanh đen. Một cái M4 duy nhất luôn. Trời ơi xuất sắc mấy chế ơi. Lên đơn cho em M4. Trời ơi quá đẹp luôn mấy chị. M4 nha. Hôm nay chị nhận túi rồi Minh Anh đang ngồi lâu nè. Bụi quá em ạ. Dạ đúng rồi. Hàng về là 2.000 cái túi lận chị Tê Ly. Mã số 4 cho bé anh. M4 cho bé anh. Trời ơi xuất sắc chưa mấy chị. Đây. Cái này để em mở ra em coi thử coi. Đây. M4 giúp em nha mấy chị nha. Một cái duy nhất thôi ạ. Đây. Full spot, full cạc và đặc biệt là full dây ở bên trong. Full bóp, full cạc và full dây ở bên trong. Cạc mạc đầy đủ luôn mấy chế. Đây cạc mạc đầy đủ ở bên trong. Bên trong nó sẽ có cái mạc và nó sẽ có cái hãng của thằng LV luôn. Chế nào đang coi chia sẻ like chấm bài giúp em mã số cho em. Mà chị biết mà chọc em đó chị Tê Ly ạ. Ở mấy chế vui tính ghê. Mã số 4 M4 lên đơn bao nhiêu tiền? 300.000 đồng cho em túi hiệu luôn. M4 với mấy chị nha. M4 300k một cái duy nhất. Cái túi này mấy chị mua ở ngoài hàng Lai Âu nha, mấy triệu bạc một cái. Đây là chuẩn của Lai Âu luôn. Từng đường may và cho em cái chất luôn đây các chị ơi. 1854 là năm sản xuất của thằng LV. Và cái này chỉ có đúng một cái cho em mã số 4. Rồi ai lấy M4 comment em lên tiếp M5. Đây. M4 nha mấy chị nha, nhanh tay. Có dây đeo đầy đủ. Trời ơi cái này mặc em nó thiệt hơi bị sang luôn. Màu này cho em là màu xanh đen nha. Mã số 4 nha. Vừa cầm tay được và vừa có cho em là cái dây để mình đeo được luôn. Mã số 4 cho em. Rồi lên tiếp cái này là mã 5 nè. Lên tiếp cái mã 5 cái đó vàng. Mã 5. Trời ơi. Cái gì đây? Trời ơi đẹp xuất sắc. Ôi mấy chế ơi. Màu này là phải có trong tủ quần áo một cái nè. M5 cho bé anh. Trời ơi xuất sắc chưa. M5 lên đơn mã số 5 cho bé anh. Ai lấy comment nhanh tay mã số cho em mã số M5 mấy chị ơi. Đẹp gọi là chất của nó nè. Các chị nhìn cho em từng chất của nó. M5. Đây là cái túi màu xanh gọi là xanh gì ta. Em không biết gọi là xanh gì hết. Nó giống như là xanh gì bà Linh. Xanh coban đúng rồi. Cái túi này rất là lạ luôn và rất là trắng luôn. Đây. Chị nào coi giùm em từng đường may và mũi chỉ của túi. Mã M5 lên đơn cho em. Ai lấy comment mã số M5 giúp bé anh luôn. Bao nhiêu tiền? 300.000. Túi này mấy chị đi ra ngoài mua mấy triệu bạc một cái chứ hàng Chanel, hàng chính hãng của nó. Trời ơi cả trăm triệu, mấy trăm triệu, một trăm mấy chục triệu.
làm gì và làm gì mà lên like nó, tôi chính hãng nó xạo nha, đừng tin. Đây là hàng xuất dương hay còn gọi là like Âu, là đường và da của nó và từng cái túi của nó là y như thật luôn. Cho chị đổi M3 lấy M5 được không anh? M5 có người chốt rồi Võ Huệ ơi. M5 chị Dương Phạm chốt trước nè. Chị Nobel Nobel hết M5 rồi. M này là M5, lên cho em mã số M6. Ok chưa? Dương Phạm chốt cái M5 đẹp lắm. Đây đây đây. Đây. Từ từ có cái này Chanel tờ có, nhưng mà mấy chị coi từ từ xem ở trong hết M5 rồi. M5 chốt cho Dương Phạm rồi, lên con M6 cho mấy chế coi. Gì gì? Gì hai cái lần hả? Đâu mà mở ra cho tôi coi. M5. Đâu mà mở ra cho tôi coi. Hai màu khác nhau nha, màu tươi màu đậm, màu đậm nha. Đây nè, hai màu khác nhau. Cái màu đó là màu ấy. Rồi M5 chốt Dương Phạm đây. Đây đây đây. Ôi mấy chế ơi, nói mà không đẹp trả lại tiền luôn. Có một thứ một cái à. Hello chào Trang Trịnh luôn. Rồi chốt Dương Phạm cái M5 nè. Lên cho em M6. Có cái Chanel luôn, M6. Chanel đâu? Chanel được mấy mẫu nữa mà. Kiếm cái bao mà Chanel giống vậy nè. Rồi M6 đẹp quá. M6 được một cái, mã số 6 được một cái. Đây mấy chế ơi. M6 lên đơn cho em. Em nói không đẹp trả lại tiền. M5 có đen không em? Cái này đâu có đen hả? Kiếm tỷ rồi, kiếm cái nào Chanel lục ra cho em đi. Lên đơn cho em mã số 6, một cái nhất luôn. Trời ơi dễ thương chưa? Màu nào em nói cũng đẹp hết mà chỉ có đúng một cái thôi. M6 chốt Chanel rồi, M6 chốt Chanel. Mấy chị lưu ý giúp em, vì hàng này là hàng lẻ size, mỗi thứ chỉ có một cái thôi, nên là hết sạch. Nên chị nào lấy là mình chắc lấy cờ minh mã, đừng có cờ minh đại đại chơi chơi nha. Tại vì cái này là em lấy là hết rồi đó. M5, M6 chốt chị Salanel à. M6 chị Võ Huệ chậm tay rồi. Chị Trang mình hết M6 lên M7 nè. Lên M7 nè cho mấy anh à. Cái đó là M mấy? Lên xem cái hồi nãy chị ghi nhầm đi. M7 là cái màu đậm hơn á. Đây đây đưa em M7. Lên đơn cho em mã số 7. Trời ơi nhìn màu trước đi rồi chốt. M7 cho mấy anh cái này. Trời ơi xuất sắc xuất sắc. M7 không có đỏ luôn chế ơi, không có đỏ, mã số M7 giúp em. Em nói chứ cái này không đẹp trả lại tiền cho em luôn. Trời ơi, cái này là cao cấp nha, lai Âu là ở ngoài cái này người ta bán mắc lắm. Người ta bán mắc cực kỳ luôn, mấy triệu cái. M7 chốt Võ Huệ nè. M7 chốt chị Võ Huệ nè. Rồi lên đơn cho em M8. M8 trời ơi siêu cưng luôn. Ôi ơi M8. Ê cái này nè, mà màu hồng. Có luôn. Đó. Hello em anh, hello em chào chị Liên Cao. M8 cho mấy anh. Màu này là gọi là màu xanh đen. Trời ơi ngọt dễ sợ chưa? Màu này cưng giả sợ chưa? Mã số 8 cho mấy anh. Ai lấy comment M8 luôn hoặc ghi cho em số 8 cũng được. 300k. M7 hết hàng, lên cho M8. Trời ơi đẹp quá, đẹp xuất sắc luôn. Đây, nhìn từng mẫu dây. M8 chốt phước kim rồi, M8 hết. M8 chốt phước kim, M8 hết lên M9. Trời ơi cái fan này đẹp quá. M9 cho bé anh luôn mấy chị. Cái này M9 cho bé anh. M9 có màu đen không bé anh? Không luôn. Không luôn. Cái này mà ai chốt là em nói là sướng lắm luôn nha. M lên đơn cho mã số M9. Trời ơi quá là đẹp luôn. Một cái duy nhất mã số 9 luôn. Trời ơi quá xuất sắc mấy chế ơi. Mã này không đẹp trả lại tiền. Mã 9. Một cái duy nhất thôi. Ai lấy comment. Cái này sẽ đắt hơn. Cái này sẽ đắt hơn mấy cái kia. Mà em tặng M9 chốt Trang Trịnh luôn. M9 chốt Trang Trịnh luôn. Lên cho M10. Lên cho cái M10 luôn. Ê cái này dễ thương quá nè. Lên cái đậu đậm. Trời ơi M10 mấy chế ơi. Mã số 10. Trời ơi xuất sắc chưa. Mã số 10 là một con Fendi da bò. Fendi da bò mấy chế ơi, mã số cho em là mã số 10. Ai lấy comment M10 giúp bé anh luôn. M10 mấy chế ơi. Xuất sắc luôn. Ai lấy comment mã số 10 giúp bé anh. Đây đây đây. Đây cái chế.
nó là cái dây như này đây, bên trong là nó có túi siêu luôn đó, nó có thêm cái dây này nè đó, đẹp lắm. M10 chốt chị Hiền Nguyễn, M10 chốt chị Hiền Nguyễn, rồi chốt chị Hiền Nguyễn luôn. M10 em chốt chị Hiền Nguyễn, rồi lên cho em đây. Tem của thằng Fendi đây nè, tem của thằng Fendi đây là các chị hiểu rồi. M10 Hiền Nguyễn, rồi lên mã 11. 11. Lên cho em mã số 11 mấy chế ơi, trời ơi là Fendi. Con này là nâu bò, nhưng mà nâu bò màu của nó nhẹ hơn màu hồi nãy. Nâu bò nhạt, trời ơi, cái này đẹp lắm luôn, một cái thôi. M11. M số 11, trời ơi dễ cưng chưa. Mã số 11, 300k, túi này mấy triệu, các chị nhìn cho em chất da. Các chị nhìn giúp em chất da, đây từng cho em đường may. Nhận túi này về không đẹp, mấy anh trả lại tiền, mã số M11 giúp em. Có một cái à. 11 cho mấy chị nha, một cái duy nhất à. Đây, bên trong nó có cái dây kè, dây ấy luôn cho mấy anh. Trời ơi, cái này đẹp lắm luôn, xuất sắc. Mã số 11 cho mấy anh luôn, trời ơi má ơi, đẹp quá. Ai lấy comment mã 11, 11 nha. Ủa cái dây đâu rồi, bà Linh kiếm về cái dây coi. Cái dây em đây coi. 11 chốt phương thủy lên 12. Ờ, rồi. 11 chốt cô Thu Thủy. Cô Thu Thủy ơi, ghé shop chưa? Cô Thu Thủy ơi, mai ghé shop giúp con nha. Vì cái đây là hàng lẻ, nên là cô thông cảm, cô ghé shop giúp con, sớm giúp con. Cái này hàng lẻ, nên là đến trễ quá, tưởng là không lấy, nên là bạn sẽ xả đơn. Mạng kém quá chị Dung Phạm à. M11 hết, lên cho em M12. Fendi đen một cái thôi. M12 Fendi đen một cái thôi. Trời ơi, một cái duy nhất màu đen luôn nè. Một cái duy nhất màu đen là ai hơn mua được nè. M12 chốt trang chỉnh luôn. Rồi, M12 chốt trang chỉnh luôn. Lên M13. Trời ơi má ơi, M13 cho bé anh. Trời ơi, dễ hướng vậy. M13 cho bé anh luôn. Đây. Đây mấy chị ơi, M13 màu kem một cái luôn. M13 màu kem một cái duy nhất, chị nào lấy comment giúp em luôn. Đây mấy chị, M13 nha. Trời ơi siêu cưng luôn nè. M13. Ai lấy M13 comment M13 luôn. Bao nhiêu tiền? M13 300.000 luôn. Rồi, chế nào lấy comment. M13 nha mấy chị nha, 300k một cái duy nhất. Đây, M13 chốt Thái Trang rồi lên M14. Lên M14. Trời ơi, cái này màu nâu dữ hướng vậy. M14 được một cái. Đọc số lộn xộn đi em, mấy chị kia lẹ quá. Ok, vậy đọc số lộn xộn hả? Đọc số lộn xộn được không ta? Thôi. Đọc số lộn xộn thì bà lọc theo like chứ làm sao? Cũng như nhau mà. À, đọc lộn xộn mất công mệt quá à. Thôi bây giờ ghi cho em mã số M14 đi. Ghi cho em là M14. M14 LV bò. Cái LV này là không hiếm, trả lời tiền đọc số lộn xộn, lát like đầm khó lắm mấy chế ơi. Lát là lộn tùng phèo luôn, em chốt đơn là nghỉ mệt luôn. Mã số 14 cho bé anh, trời ơi, xuất sắc, một con duy nhất mã 14. Đây. 1854 của thằng LV. 1854 thằng LV, cái này là cái đắt nhất luôn, rất là xinh. Ở ngoài store đang bán 56 triệu. Chị nào lấy comment mã 14 cho bé anh luôn. Cái này cho em có cái dây đeo nha chị nha, nó nguyên siêu. Bên trong nó có cái dây đeo, chị nào lấy comment mã 14 luôn nè. Đây. Đó, ai lấy comment M14 giúp em luôn. Đây, cái chị nhìn giúp em, đẹp lắm luôn, rất là sang. Màu này là màu đâu, nâu bò nha. Phối, cái này là dây, đeo dây cho em. Phối với đầm hoặc là gì cũng đẹp hết. M14 lên cho em M15 nè. Lên M15, hình như mấy chị thích eo vì hơn. Mà khổ ghê gì đó. Ôi trời ơi, cái này là cái gì đẹp quá. M10 mấy? Lên cho em mã số 15. Trời ơi, đây là một cái con túi mà em nói thiệt, vải lụa luôn nè. Fendi lụa luôn nè, M15. Ai lấy M15 comment luôn. Trời ơi, đẹp quá, xuất sắc. M15 rất là đẹp luôn. Ai lấy comment giúp bé anh M15. Ai lấy comment giúp em. Đó. Đây, để mở ra cho mấy chế coi. Đây, Fendi màu đen, Fendi da bò. Bên trong nó có một cái túi luôn mấy chế. Và đặc biệt cái túi, cái này nè, nó có cái dây kéo để kéo cái miệng túi lại luôn. Hôm qua em có like cái mã kia là da bò, nhưng nó không có miệng kéo túi, nên là mấy chị mua khó. 15 chốt Dương Phạm luôn ạ. 15 chốt Dương Phạm nè.
lên cho em 16. Ơi cái này đẹp nè. 16, 16. Trời ơi xuất sắc chưa? Luôn cả cạc mạc nên là bên nó sẽ đẹp nữa nè. Trời ơi mỗi thứ con cái à. Tranh thủ mã số 16 cho bé anh. Trời ơi xuất sắc. Đẹp quá, mã 16 cho bé anh. Trời ơi xinh cực kỳ xinh luôn. Fendi cho bé anh mã 16 nha mấy chế. Đây có túi kéo luôn. Cái này trời ơi đi tiệc đi đồ thoải mái luôn. Tung cháy tung nóc mấy chị ơi. Mã số 16 giúp bé anh. Đây. 16 và 16 nha mấy chị nha. Để đồ vô cho bé anh luôn. Màu trắng đẹp lắm luôn. Rất là dễ thương. Bên trong cũng có một cái túi luôn cho bé anh à. Đó vừa đựng tiền được còn đồ. Mã số 16 giúp em nha mấy chế. 16, 16, 15 hết rồi. Lên 16 giúp em. Đó. Ai lấy comment 16 luôn. Nhìn giúp em form túi nè. Đây. Đựng được rất là đặc biệt là ai mà hay đi làm giáo viên rồi này nọ. Sách rất là đẹp và rất là sang luôn. 16 nha. Ai lấy 16 comment lên tiếp tục 17 nè. Ai lấy thì comment nha. Lên tiếp tục 17 nè. 17, 17. Lên cho em mã 17 chuẩn bị nè. Ơi cái này đẹp vậy. Màu da bò. 17 là da bò. 17 là màu da bò. Trời ơi xinh xuất sắc. Fendi da bò một cái duy nhất luôn. Mã 17 giúp bé anh luôn. Ai lấy 17 comment. 16 chốt chị Phương Trúc. Phương Trúc lên cho em số điện thoại nha. Chị Phương Trúc nha. Phương Trúc phải lên số điện thoại thì mới chốt đơn. Bên em là đặt đơn là phải có số điện thoại để chốt đơn. Không phải là mấy chị khách mới là đặt. Sao mà giá bao nhiêu em? 300.000. Túi này là bao nhiêu tiền? Mấy triệu. Hàng này hàng lai âu nha mấy chị xuất dư. 16 chốt với chị nào. Ai lấy thì comment giúp em phải lên số điện thoại. Phương Trúc lên số điện thoại chốt cho Phương Trúc luôn. 300, 300. Mã này là cho em 17 đi mấy chị. 17. Trời ơi nãy giờ ai chốt dư. Ai chốt hụt mấy kia lấy cái mã 17 nè. Trời ơi cưng ghẻ sợ luôn. 17 giúp em. Ai lấy 17 comment giúp em. Có khóa kéo luôn nha mấy chị nha. Đây khóa kéo luôn cho em mã 17. Có khóa kéo luôn. Không đẹp không xin trả lại tiền. Không đẹp không xin. Chị chốt mã 14 nha em anh. Hết 14 lâu rồi Liên Cao ơi. Mã này cho em là mã số 14 nãy giờ. Ủa 14 nãy giờ có khách chốt chưa? 14 là cái túi nào vậy? Để em kiểm tra lại nha. 14 Liên Cao để em kiểm tra. 14 14 là cái nào để em coi lại. Hình như là cái túi 14 là cái nào vậy chị Liên Cao? Comment lại giúp em đi. Tại vì em không nhớ mã. Mã này cho em mã số 17. Fendi da bò loại lớn. Fendi da bò loại lớn. Cái này là sách đi mẹ bỉm sữa rồi này nọ nè. Hôm qua có mấy chị hỏi cái này luôn mà không có hàng. Đây em mới kiếm được một thùng mà hàng là hàng cao cấp hơn. Hàng là hàng xuất dư. Là chất da như hãng luôn. Đây các chị nhìn da cho nhà em nè. Da rất là mịn nha của thằng Fendi. Mã 10 mấy? Mã 17. Mã 17 mấy chị nha. Mã 17 300k. Mã 17 300k. Lên cho con mã 18 cho em vị luôn. Trời ơi 18 cho em vị đi. 17 chốt Thúy Nga. 17 chốt Thúy Nga. Lên cho bé anh mã 18 nè. Con này không chốt ổn. Con này không chốt ổn. Đẹp xuất sắc. M18 luôn. Trời ơi xuất sắc một cái nhất. Mã 18 cho em luôn. Trời ơi đẹp xuất sắc chưa. Bao nhiêu tiền? 300.000 mã 18. Chị nào lấy comment giúp bé anh kèm theo số điện thoại nếu là khách hàng mới luôn. 18, 18. Đây, đây, đây. Trời ơi, cưng quá luôn là cưng. Có cái dây nữa nè, dây 18, 18 nha mấy chị nha. Dây là nguyên siêu nha mấy chế. Dây nguyên siêu nha, về mở cái dây ra rồi đeo vô cho mấy anh. M18. Chất ở bên trong là da lộn luôn cho em. Rất là đẹp luôn, không đẹp không xin trả lại tiền. Chất trong là chất da lộn luôn. Cái eo vì đỏ này các chị đi sắp tới là em phải nói là sang, vô cùng sang, không đẹp trả lại tiền. Cái eo vì đó em chị thấy chưa ai chốt. À cái eo vì màu xanh á, eo vì màu nâu. À cái eo vì màu nâu đúng không chị Liên Cao? Eo vì màu nâu chị Liên Cao đó, mã 10 18. 18 18. Mã này 18 thôi. Mã đó là Liên Cao đó 14. Mã này là mã 18, ai lấy 18 comment 18. Trời ơi, mạng có chạm mông hay là không hiện lên comment vậy? Để coi lại cái comment coi. 18 nha. Ai lấy comment nãy giờ thấy mấy chị giật cái này nhiều lắm á. Mà sao không thấy ai comment vậy. 18 nãy giờ giật cái này xói xả luôn nè. Hàng si hả chị Tàu cà rốt. Dạ không phải si.
Hàng này là hàng xuất dư hay còn gọi là lai âu, là từng đường mũi và từng cái chất này là của hàng lai âu là nhu thật luôn, chứ không phải là hàng F1, hàng lai âu. Cái này mấy triệu bạc một cái lận. 18 chốt liên cao rồi, 18 chốt liên cao. Lên cho bé anh mã 19. Đây túi nè. À, lên cho em mã 19 nè. Ai đang coi like chấm cái cho nó hiện lên bình luận mã 19. Đây trời ơi xuất sắc luôn. Đẹp. Chất da bò nha mấy chị nha. Da bò chất 19 kem, da bò 19 kem. Ai lấy 19 comment 19 giúp em luôn. Da bò là 19 kem. Cái túi này mà em nói đẹp gọi là đẹp 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 số dắt luôn, rất là sang. Vậy chị chốt 14 nhé. Rồi em lấy cho chị 14 với 18 luôn rồi chị Liên ạ. À. 10 này lên cho em mã số 10 mấy nè. 19, 19. Ai lấy 19 comment. Bên trong có một cái túi da nữa để các chị có thể để điện thoại nè, hoặc để đồ tư trang cá nhân. Và đặc biệt là miệng túi có dây khóa kéo cho em luôn. Đó nên chị nào lấy thì rất là tiện, đi về ngoại hoặc là mình đi du lịch hoặc cái gì cũng rất là tiện. Mã 19 nha mấy chị yêu của em nha. Đó, ai lấy thì comment luôn. M19, M19 300k một cái duy nhất. Em coi chị ghi mình lộn, chị chưa ghi nữa. Ghi cái comment lên là chốt đơn túi sách. Ghi cho em chốt đơn kèm theo số điện thoại. Mã này mã 19 nha, rồi lên mã 20. Ai lấy thì comment lên mã 20 nè. Ê, cái này đẹp nè. Mã này cho em là mã số 20. Chị nào không lấy là em lấy luôn. Em thích cái kiểu giống vậy nè. Đâu ra shop. Ôi em mà biết cái này có thì em lấy luôn. Mã 20. 20 Fendi cho mấy anh luôn, dễ thương lắm. Mã 19 chốt cho chị Phượng Hồ. Phượng Hồ ơi lên số điện thoại giúp bé anh nha. 19 lên cho em số điện thoại Phượng Hồ ơi. Bên em chốt đơn là phải có số điện thoại, và đặc biệt là số điện thoại mấy chị là bên em ẩn comment hết, nên là sẽ không lo là người ta lấy số điện thoại quấy rầy khách hay là cái vấn đề gì phát sinh hết. Nên chị nào lấy hàng bên em là phải comment mã và kèm theo cho em là số điện thoại. Mã này comment cho em là mã số 20. Mã này là mã 20. Đây là Fendi cho bé anh luôn, dây da bò. Cái này đẹp lắm, rất là sang nè. Đây nó khắc Fendi ở trên đây luôn, và chất của cái nó nè rất là bền. Chốt đơn kèm mã sản phẩm cộng số điện thoại. Mã 20 nha. Mã 19. Chị Phượng Hồ ơi, chị lấy thì comment cho em số điện thoại nha. Không em chốt cho khách khác, tại vì bên em lấy thì phải có số điện thoại, thông cảm giúp em. À, chị xả mã 18 nhé. Ok, chị Liên Cao xả cho chị mã 18 luôn. Rồi, chị nào lấy thì comment nha, để em biết em chốt cho khách khác. Rồi, mã này là mã 20, M20. Hình như cái máy của em like nó sẽ nhanh hơn máy của mấy chị coi like một xíu, nên là mấy chị coi kỹ kỹ giúp em nè, để các chị lựa nè. Phượng Hồ lên thông tin rồi nè, chốt cho Phượng Hồ một cái nè. 19 là cái trắng kem mới lấy nè. Đó, Phượng Hồ. Mã này là mã 20 nha. Mã này mã 20 nha, Fendi nâu nha. Đặc biệt là cái túi này các chị nhìn giúp em nè, bền lắm luôn và rất là đẹp. Mã 20. Cái túi này bền lắm luôn, bền cực kỳ luôn á. Chế nào không lấy nó bé anh lấy. Mã 20 nha. Lên cho em mã 21. Ê, cái này đẹp quá vợ. Trời ơi, cái này chắc mắc lắm á. Mã 20 chốt cho Hiền Trung một cái nè. 20 chốt Hiền Trung. 20 là cái đó đó. Ừ, cái này đẹp nè. 21. 21, 21 cho bé anh. Trời ơi, xinh siêu cưng luôn. Đây cho bé anh. Ai lấy cờ bên mã số 21, 21 luôn. Để em kiểm tra đây có bị gì không. Đây. 21 gì? Cái bao này. Ủa đâu? Kiếm trong đó coi cái bao lụa này bà. 21, mã số 21. Túi con hến. 21 chốt cho ai đây? Con hến chốt cho Thái Trang mã số 21 luôn. Rồi lên tiếp mã 22, chỗ cái này đẹp ghê luôn á. Cái này đẹp thiệt luôn á. Dễ thương ghê chưa? Đây. Đó. Đó, chốt Thái Trang rồi nha. Lên mã 22. 22 được một con Fendi. Trời ơi da bò luôn. 22 ai lấy comment. Cái này hết rồi nha, còn có một cái cuối. Mã 22. Chế nào lấy 22 comment cho em mã số 22 luôn nè. Trời ơi đẹp quá.
xuất sắc ghê luôn á. M22 ai lấy cờ mên giúp em, M22 chế nào lấy cờ mên nhanh tay mã số 22. Trời ơi, đẹp quá. Bên trong cũng có một cái túi nhỏ nè. Cái này da bò này, cái da bò này lạ nè, cái màu này em ít khi thấy, màu này chắc hiếm, thường thường là có thấy nâu đậm nâu nhạt, còn cái màu này là màu gì á rất là lạ luôn, như màu cà phê sữa mà cũng không ra màu cà phê sữa nữa đó, như màu me vậy đó, dễ thương lắm, rất là lạ luôn. Mã này 22, 22 mã số 22 là Fendi da bò, da bò nha, mã số 22 sale 300.000 một cái túi, mã số 22 Fendi. Ôi cái này mà không đẹp xả trả lại tiền. Và đặc biệt là bên trong của nó là sẽ có cái dây kéo luôn nha mấy chị. Dây kéo luôn, dây kéo với túi nè. Đó, dây kéo túi lại. Nó sẽ đẹp, nó sẽ đặc biệt là nó sẽ kéo lại, nó sẽ đẹp và đặc biệt là sẽ không rơi rớt đồ ra ngoài luôn. 22. M22 M22 mấy chị nha. Rồi lên tiếp 23 nè. 22. Ôi cái này đẹp vậy. Trời ơi cái này đẹp nè, đẹp quá luôn. Một cái nhất mã số 23, mã số 23. Trời ơi dễ thương quá. Cót bao tử. Trời ơi cái này là vợ hay chồng, hoặc là nói chung là cái này mấy ông chồng khoái lắm nha. Cái này nam nữ đeo đều được nha mấy chị nha. Túi cót, túi bao tử cót, mã số 23 một cái duy nhất. M23, M23 một cái duy nhất nha mấy chị nha. Nhân tay thì có hàng à. Đẹp lắm luôn của thằng cót mấy chị ơi. M23 ai lấy 23 cờ mên luôn. 23 chốt chị Hiếu Nguyễn luôn nè. 23 chốt với chị Hiếu Nguyễn nè. 23 chốt Hiếu Nguyễn nè. Lên 24. Hai ba hết, lên 24. 24 được một cái luôn. 24 ai lấy 24 cờ mên 24 luôn. 24 một cái màu đen. Trời ơi cái này đẹp lắm luôn á. Đây đây đây. 24. Ai lấy 24 comment cho bé anh 24 luôn. Cái này là mình có cái dây nữa nha mấy chế. Tại dây nè, cạc mạc đầy đủ nè. Full box cạc mạc đầy đủ mã số 24. Chế nào lấy comment 24. Ai lấy comment mã số 24 cho bé anh. Xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc. Cái này mà em nói không đẹp là em trả lại tiền luôn. 24 nha. Ai lấy 24 comment 24 luôn. Đây là cái LV, cái này của thằng LV. Đây là cái họa tiết, năm nay là trend họa tiết 1981 1854. Đó, đó năm sản xuất của hàng LV. Đó, 300.000 mã số 24. Ai lấy 24 comment 24. Rồi em lên tiếp nè. Em lên tiếp nè. M24 chị nha. M24 nè. Ai lấy comment cho bé anh luôn nè. Rồi cái này còn được hai cái hả? Hai cái luôn, shop kho được hai cái. Mã số cho em mã số 25. 25 shop for được hai cái. Trời ơi đẹp ghê luôn của thằng Christian Dior. Mã này tặng nhanh luôn. 250.000 mã số 20 20 mấy? 25 nha mấy chị nha. 25. Trời ơi đẹp ghê chưa, 25. Christian Dior túi gọi là dạng túi hộp đó mấy chị, và đặc biệt cái này đựng đồ rất là nhiều luôn, mã số 25 nha. Ai lấy 25 cờ mâm giúp em 250.000 luôn. Trời ơi đẹp ghê chưa. M25 giúp em ạ. M25 của Christian Dior. Túi này mà hàng siêu cấp ở ngoài F1 Layout là nó bán là đã mấy triệu, 1 triệu hơn 2 triệu rồi. Mà em tặng nha mấy chị 250.000 mã số 25. Đây đây đây. M25 mấy chị. Đẹp nha. Lắm. Đây cái chị, năm nay là năm trend của họa tiết. Năm nay là trend của họa tiết. Đó, bởi vậy nó chất vậy đó, đẹp lắm luôn. Mà đựng được rất là nhiều đồ và miệng có dây kéo luôn nha ba nha mấy chế nha. Mấy chị nhìn giúp em rất là rộng. Rộng cực kỳ luôn đây. 25 chốt thì chị Hiền Chung luôn nè. 25 chốt Hiền Chung luôn cái mới nè. Rồi, ai lấy cờ bông giúp anh luôn, 26. 26 được mấy cái? Một cái hả? 26 được một cái. Ai lấy 26 cờ bên 26 luôn, một cái duy nhất. Christian Dior luôn. Một cái cuối cùng M26 250.000. Trời ơi đẹp quá. Bên ngoài của nó là có bọc lụa luôn cho em nha. Những cái túi này bên ngoài nó của nó là được bọc lụa luôn. 250.000 mã số 26. M26 giúp em nha mấy chị. M26 250k. Cạc mạc đầy đủ, bên trong cạc mạc đầy đủ luôn. Đây năm nay là trend của họa tiết. 26 chốt Bảo Khánh Lê. Rồi hết 26. Lên cho 27 nè. Lên 27, 27 nè. Cái này còn mấy cái nữa.
thôi mẹ nè, ta lục dùng nó. 27 chuẩn bị mấy giá ơi. Lục ra đi. 27 ơi, cái đen này hết rồi hả? Đen này còn đúng cái luôn hả? 27 đen có này đẹp lắm, chị lấy rồi, trời ơi đẹp xuất sắc ha. Em nói luôn á, bao đẹp. 27 được một cái nè, ai lấy nhanh tay luôn nè. Một cái 250 ngàn luôn, trời ơi. Thằng đi o. Cái này hôm qua em bán sạch, còn đúng một cái đen thôi á. Bán sạch sành xanh, không còn hàng. Hôm qua khách chốt cái này nhiều lắm. Mã số 27 giúp em. Cái này của thằng đi o nha. 250 ngàn cái túi này luôn. Đây 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 đây. Bên ngoài có túi lụa luôn nè. Đây, mở cái này ra. Cái này hôm qua trời ơi đua nhau mà chốt không có hàng để bán luôn á, mà sót được cái đâu ra ở trong kho. M20 mấy? M27. Đây, hai kiểu. Một là cái chị kẹp nách, một là cái chị kẹp nách. Hai là cái chị để cái dây dài luôn. Ok chưa? Ok chưa? Một cái duy nhất thôi. Chị nào lấy comment giúp em luôn. Trời ơi xuất sắc. Xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc. 27 nha. Trời ơi đẹp chưa? Đó, mở ra cho em. Đây nè. Cái tay này các chị mở ra cho em. Đó. Đây. Đựng đồ bên trong. 27 chốt với chị Hiền Nguyễn luôn nè. 27 chốt Hiền Nguyễn luôn nè. 27 Hiền Nguyễn nè. 27 hết. Lên 28. Ê cái này còn cái mà. Xanh được một cái. 28, 28 được mấy cái? Xanh được một cái luôn, 27 hết luôn. Rồi 28. Một cái duy nhất luôn, xanh này mà không lạ, không chất chơi trả lại tiền. Em tính lên sen kẻ đầm mà thôi, lỡ lên túi lên mấy cái nữa lên rồi lên đầm luôn, sắp hết rồi, sắp hết rồi. 28. Xanh này trời ơi, em nói thiệt đẹp, gọi là đẹp bá cháy mồm chát luôn. Mã 28 chuẩn bị số điện thoại lên tay. M28 trời ơi đi o luôn. 28 xanh này gọi là xanh coban. Trời ơi cái màu xanh mát lắm. Mặc vô mang vô thôi là lên da, mặc tốt đi quẩy đi chảy hội là hết cửa con bà bảy luôn. M28 cho mấy anh luôn nè, dễ thương cho mấy chị. Xanh, túi mình đã có màu đen, màu đỏ nhiều rồi, qua lấy cái xanh cho em. 28 cho em, mã số 28. M28 giúp em nha mấy chị nha. M28 chỉ có một cái duy nhất thôi à. Một cái duy nhất, một cái cuối cùng, hôm qua like hết rồi. Shop có đúng cái à, là like luôn á, hết sạch. Nên chị nào mà chưa có là chốt ngay. 250 mã số 28. Đẹp chưa? Đây, nãy giờ chưa ai chốt được cái 27 lên 28 nha. Đây 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 đây. Bên trong của nó nè. Đó, đẹp lắm luôn á. Đẹp lắm luôn á, đẹp xuất sắc luôn á. Nhìn giúp em. Đây, nhìn giúp em cạc mạc đầy đủ luôn. 28 chốt cho Tuyết Ngô một cái nè. Mấy chị ơi, đặt điện thoại nhớ bắt máy để nhận hàng nha. Gọi điện thoại mà không bắt máy là em bán qua cho khách khác. Tại vì mỗi hứa có một cái à, mà gọi hoài mà không được là bên em phải xả đơn. Nên ai đặt nhớ bắt máy giúp em nha. 28 tốt Tiết Ngô luôn nè. Rồi lên 29. Rồi lên 29 luôn cho mấy anh. Ê cái này dễ thương quá nhỉ. 29, 29. Cái này của em ở con chuột còn không? Hết chuột rồi hả? Lên đơn 29 cho mấy anh. Trời ơi. Đây. Của nó là nguyên siêu túi vải như này nè. Mà em có lẻ hai cái. Mã số 29 chị nào lấy comment nhanh tay luôn bao nhiêu. 250 ngàn, cái này cực kỳ lạ luôn. Phiên bản limited nha mấy chị nha. M29, cái form của nó là như vậy nè. Để em banh ra nhé chị coi. Đây, đây, đây. Nó dạng giống như cái túi có gì đó, đẹp lắm. Mã số 29 cho bé anh, đây. Chế nào lấy lên đơn nhanh M29 giúp bé anh luôn nè. Ôi, đẹp quá. Xuất sắc, có túi hiệu để đeo. Bên trong có cái dây nữa nha. Bên trong mấy chế có cái dây để cái chị xách cái túi vô bên trong luôn. Cạc mạc của nó đầy đủ hết bên trong luôn nè. Cái này là hàng lai Âu xuất dư. Thường thường lai Âu xuất dư người ta đáng mắc lắm, 1-2 triệu mà bé anh bán xả cái chị 250. Về được 2.000 cái, hôm qua bán được hết rồi. Đây mấy chế có cái dây của nó để cái chị xách luôn. Dễ thương lắm. Mã 20, hai mấy quên rồi. 29. M29, 29. Ai lấy 29 comment giúp em nha. Bé 29 được 2 cái ạ. 29 chứ là chị Tuyền Phạm một cái luôn nè. Rồi còn cái cuối cùng. Ai lấy M29 comment luôn. LV nha. Hàng này có LV nha. Đó rất là lạ luôn. Vậy 3D. Chị nào thích thì comment M29 giúp em. Rồi em lên tiếp tục M30. Ai lấy comment nha. Đó. Tại vì cái máy của em like sẽ nhanh hơn mấy chị xíu. Rồi lên M30 luôn nè. M30, M30. Ôi ôi. Màu này là màu black. Ê cái này đẹp. Cái này em nói thiệt hiếm lắm luôn nha mấy chế. Cái này còn màu không? Đen.
đen được còn hai cái hả? Đen em được hai cái, cái này hôm qua khách lấy mà hết, đâu ra sót được hai cái ở trong cái thùng lẻ, là cái thùng này dính chung với lại cái hàng túi khác nên là không có hàng. Mạng bị gì coi không được em ơi, chị Phước Kim. Ủa là sao ta, chết rồi. Cái này của thằng Hơ Mẹt mấy chị ơi, mã số 30. Mấy chị ao ra, mấy chị vào lại, ao ra thoát ra rồi vào lại giúp em nha, thoát ra vào lại giúp em. Mã số cho em, mã số cho em, mã số 30 giúp em. Trời ơi đẹp lắm, cái này của Hơ Mẹt. Hơ Mẹt được hai cái duy nhất, mã số 30 giúp em. Cái này em là lấy một cái rồi đó, mặc đi chơi. Trời ơi không có hàng đâu mấy chế, không có hàng đâu. Cái Hơ Mẹt này ở ngoài 2 triệu mấy một cái. Chị coi bình thường chị Huyền Phạm, vậy là tùy mạng rồi đó, tùy mạng rồi đó. Cái này mã số bao nhiêu quên rồi, mã số 30, M30 giúp em nha mấy chị nha. Mã 30 cho mấy anh của Hơ Mẹt. Trời ơi da nè, cái chị nhìn da, da cha của nó nè, đẹp lắm luôn. Mã số M30 rất là dễ thương, cái này em thích lắm. Cái này em lấy một cái màu đen rồi, hôm qua em tính lấy cái đỏ mà cái đen còn hai cái, đâu ra sót ở trong bao. Cái dây của nó như này nè mấy chị, đẹp lắm. Đây này chốt sạch rồi, đâu ra sót, chốt sạch sành xanh rồi, không có hàng đâu. M30 đây 250, M30 250 ngàn. Rồi Hơ Mẹt nha, còn một cái nữa là hết luôn. M30 chốt gì Dương Phạm một cái nè. Rồi đây, dễ thương chưa? Đây mấy chế, cái này đây, cái này là mình đeo mình để cái này ra ngoài nha, 250 ngàn. Trời ơi, lâu lâu săn túi hiệu mấy chế ơi. Đã ai coi like em từ hồi tháng 2, tháng 3 là biết rồi, những cái túi này lúc đầu về gần cả triệu bạc một cái đó mấy chế, đẹp lắm. Đây đây đây, khoe cái mặt Hơ Mẹt ra trước nha, khoe cái mặt Hơ Mẹt ra trước, sắp vô cho em. Để được điện thoại luôn, để được cái điện thoại luôn, còn dư một xíu nữa, đẹp lắm. M30 chốt Dương Phạm cái, Hiền Nguyễn cái rồi hết luôn nè. Còn cái nữa hả? Còn một cái nữa rồi hết sạch luôn, lên M khác đi. Trời ơi, hết sạch thành xanh luôn, còn một cái đâu ra sót nữa nè, bà lên đời bà sót hoài vậy. Trời ơi, mã này được cái luôn. 250 ngàn, mã số 31 cho mấy anh luôn. 31 cho mấy anh, mã số 31 cho mấy anh. Trời ơi, siêu cưng luôn nè. 31. Đây, túi này của hãng Chess Angle, cái túi này đắt lắm nha mấy chị. Túi này là giá của nó là phải 200 mấy chục đô. Đây là đúng túi của nó luôn mà tuồn ra. Mã số cho em 31 giúp em. Chị Ngọc Hoa Hiển ơi, chị ghé shop giúp em, chưa thấy ghé nên là hàng em không có dám chốt. Tại vì gọi hoài mà không có được, bên em gọi hoài không được nên là phải xả đơn cho khách á. Nên là chị nào lấy, là chị nào ghé shop là phải ngày mai lấy liền. Tại hàng túi lẻ, hàng túi lẻ 250 ngàn, M31. Đây trời ơi chất lắm luôn. Cái túi này mặc đồ thể thao hoặc đồ bộ, hoặc là mấy chị mặc những cái đầm đơn giản, đầm trơn như mấy anh cũng đẹp nữa. Mặc cái này mua đi chơi Tết cũng rất là ok. Ok chưa, comment mã số 31 giúp em. 31 chốt với Thủy Cao một cái, 31 chốt với Trần Thảo một cái, 31 chốt Hiền Chung một cái. Còn hai cái nữa hết rồi, qua mã luôn. Ai lấy thì comment giúp em luôn. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp tục mã số 32. 32 hết túi chưa? Hết túi chưa? Cái này bỏ vô bao nè, 32 nè. 32 luôn cho mấy anh. Ngọc Hoa Nguyễn nè. Đen nè, cái này đen nè. 32 cho mấy anh thôi. Cái này lên màu đợi với anh xíu mấy chế ơi, kiếm cái màu đỏ cho em coi. Cái nào đỏ nè, cái hơi phải đỏ hả? Ờ đỏ được ba cái có thể chị. Rồi cắt nhanh cái này luôn, đợi em chế, đợi em xíu. Mã này mà mấy, mã này mà mấy? Mạng yếu quá Minh Anh ơi, chị Hiền Nguyễn, trời ơi bó tay giống cơm luôn. Rồi 30 chốt với chị nào, Duy Nguyễn cái, hết chưa? Hết sạch 30. Mấy chị ơi vô chia sẻ like cái. Em nói mấy chế nghe, ba cái thôi. Hàng của thằng God New York. Mấy chị ơi em nói thiệt, hôm nay là em phải gọi là em bán cái này là em tặng, em bán rẻ xả lỗ rồi. Mà có người đặt tới 5-6 cái túi em rất là vui, tại vì mấy chị ủng hộ em vui lắm. Mà mấy chị biết sao không? Xếp má ơi gấp mấy lần luôn mà em không có nói với khách. Tại vì khách yêu thương em, khách hỗ trợ, khách
đặt hàng, em mỗi ngày lấy cái động lực để em livestream, nên là tiền ship lên mấy lần. Một bao túi em cái gì cân lên hơn 5 kg luôn mà em vẫn không tính tiền ship cho khách. Đi tỉnh đó mấy chị, coi like là biết liền. Kèm cái váy sang xịn công anh, trời ơi cái này ok Quỳnh Nguyễn luôn. Kiếm cái váy sang xịn công anh có hàng 2 triệu mấy đây. Hàng 2 triệu mấy hai bao luôn. Các chị ơi, các chị nào thích lên liền mã số cho em. Lên cho em mã số cho em, chuẩn bị lên cái này nè, có đúng 3 cái thôi, em xí 1 cái trước rồi. Mã cho em mã số 31, 31, không đẹp em trả lại tiền. Gì? 32, nhầm, mã số 32 cái này cho mấy anh. Cái này mà em nói không ai chốt thì thôi luôn. Cái này đáng ra giá của nó em sẽ xả 300, nhưng lỗ rồi em tặng cái chị luôn. 250.000 dành cho những chị nãy giờ chưa chốt được. Mã số 32 giúp em. Hello, em chào Liên Như. M32 giúp em đi mấy chị nha. Hello chị Hồng Liên ơi, hôm nay vô quần áo đẹp lắm Hồng Liên Nguyễn Như ơi. Hàng 2 triệu mấy treo shop không à? Hàng 2 triệu mấy treo shop, hôm nay sale có mấy trăm ngàn à, rẻ teo luôn. Em lên con này không đẹp trả lời tiền. Đây, giấy tờ luôn nè, like ông là các chị phải hiểu hàng khủng cỡ nào. Đang bán ở ngoài người ta đang bán mấy triệu, 1 triệu mấy một cái. Còn cái này là đúng của hàng hãng, rao hãng mua 3 triệu, 4 triệu. Hàng lay ông là chất da như thật luôn, y chang. Mã 31, 20 năm hôm nay livestream mà không thấy thông báo vậy. Mấy hôm nay bị vậy rồi, má chế thôi. Ủa, cái này cái màu đen mà mấy má. Cái này đen mà, nhâm. Nhâm, cái này không phải cái này. Kiếm giùm cái chữ T á, cái chữ T á. Cái này nhầm nè. Em nhầm, bán thiếu chị nha, chị Hồng Liên Nguyễn Như, trời ơi. Bán thiếu được cũng bán rồi. Bán thiếu được cũng bán rồi. Ai vô khách hàng đấy, hôm nay em lên cho bán thiếu nha. Em nhầm, em lộn mã. Cái đó là cái màu đen. Cái màu này mới đẹp, mã số bao nhiêu? 32. Ấy lộn, quên. 32, chị đợi đàm đẹp của bác nãy giờ ok. M cho em chết rồi, 32. Hồi nãy em xóa mã 32 nha. Xóa mã 32 giúp em. Bây giờ mấy chị lên cho em mã số 33 nè. Xóa giùm em mã 32 đi. Bây giờ mã 33 nè, hồi nãy em lên nhầm. Em lên nhầm 33 cho mấy anh. Cái này mà em nói không chốt thì thôi luôn. Mã này em về được đúng duy nhất có mấy cái thôi. Đẹp lắm luôn, xuất sắc lắm luôn. Mã 33, túi bao tử. Trời ơi đẹp lắm luôn. Đây. Màu này là em phải nói là siêu cool ngầu nha mấy chế nha. Siêu cool ngầu luôn. Mã số cho bé anh, mã số bao nhiêu? M33. Túi sách Lan ơi, Lan yêu ơi. Đây, mở cái siêu ra. Còn nguyên cái siêu hằng cóp của hằng New York. Túi này ở ngoài bao nhiêu tiền mấy chị biết rồi. Trời ơi, cái màu trắng là màu best nhất của nó luôn. 33, trời ơi, xuất sắc chưa? Bao nhiêu tiền? 250.000. Ai lấy cờ bên lẻ luôn. Trời ơi, quá sốc luôn nha mấy chị nha. 33. Nhanh tay chốt lên nhanh mấy chị nha. Đây, mở ra cho mấy anh. Bên trong của nó là có cái cạc của thằng cóp. Đây, hàng phát nó không có cái loại này đâu. Đúng loại tuồng lai âu luôn. New là nó sẽ có cái này. 33 lên đơn đi, em có được mấy cái lận. Chị nào lấy cờ bên giúp em. Này tầm 5-6 cái thôi, em về em lấy 1 cái rồi, dễ thương lắm. M33, em lấy cho mẹ em cái nữa là mấy chị hiểu đẹp cỡ nào rồi. 250.000. Trời ơi xuất sắc. Đây, mở ra. Đó, để vô cho nó đầy lên cái form. Cưng chưa mấy chị, cưng chưa? Mã này em nói mấy chị cưng chưa? Rất là sang luôn. Cái này mấy chị để các chị đi bao lì xì, hoặc là các chị đi đâu cũng được hết. Em là em thích mấy cái hàng cóp này lắm, vì nó là bao tử, mình để đi chơi đi giống như là mình đi chợ hay gì, rất là tiện. Ôm vô người nè. M33 mấy chị nha, 250k. M33 chốt Hiếu Nguyễn một cái, Phụng Trương một cái, Ngọc Hoa Nguyễn ghé shop mai ghé giúp em nha chị đẹp nha. Dương Phạm một cái M33, Lý Quân Lệ một cái M33 luôn. Chị Trần Thảo một cái M33, dùng đơn cái túi hồi nãy ok luôn. 250.000, trời ơi đẹp chưa? Đây của hàng cóp. Tem tạc nè, nhìn giúp em. Rất là đẹp luôn. Đây. Ai lấy M33 cờ mên nha mấy chị nha. Còn được 2 cái nữa hết. M33 siêu cưng luôn. Rồi em lên tiếp mã này nè. Mã này bé anh được đúng 2 cái. Mã này em được đúng 2 cái thôi. Cái đen hồi nãy tính lên đen. Nhầm, đưa cái đen kia. Đen là cái chữ đờ. Mã này cho bé anh
đơn mang vi sinh chưa gọi chốt hả bé Minh Anh chị Phạm Thêu? Ủa sao vậy? Chết rồi, vậy là chốt thiếu rồi. Vậy là chốt thiếu đơn mất tiêu rồi. Hàng chi em nói, em thấy là đơn nhiều lắm mà sao em thấy là soạn ra cũng ít. Em thấy mang vi sinh cũng còn. Em thấy mang vi sinh tại vì em tính không bữa chốt là hãy ra thùng mà em thấy còn dư mấy hộp. Vậy là chốt thiếu rồi, để em kiểm tra lại. À, Phạm Thêu ghi giúp em chữ mang vi sinh nha. Thúy Hằng Nguyễn M33 một cái, Thúy Hằng Nguyễn M33 cái lên cái M34 nè. M34 được hai cái luôn nha chị Linh. Ở đó là có 3 đúng không? Trừ một cái nha, là hai thôi, chốt hai thôi. M34 bé Anh được đúng hai cái, chị nào lấy cờ Minh luôn màu đen. M34 hai cái duy nhất thôi. Ai lấy cờ Minh giúp em đó là màu đen nha. Hai cái thôi ạ, à. M34. Trời ơi đẹp quá. Xuất sắc luôn, con mà bảy luôn. Cái này dễ thương lắm. Chị nào thích cờ Minh nhanh luôn, mã số 34 được đúng hai cái. Đây đây đây. Hello em thấy Phước Kim rồi nè, mã số 34 giúp em. Không đẹp trả lại tiền, từng chất phơm. Túi đẹp quá bé Anh, trời cảm ơn chị Huy Nghị rất là nhiều luôn. Trời ơi đầm, đợi xíu lên đầm. Hôm nay đầm 2 triệu mấy treo shop tặng. Với giá em tính sale 300 ngàn mà mấy chị chia sẻ mạnh cái em bán 250 luôn. Có sao nói vậy? Theo sao nói vậy là bé Anh lời đúng có 10 ngàn cái đầm luôn. Hôm nay em chơi, ai cho ai chơi bằng em, mã số cho em, mã số mấy? Mã số 34. 34, 34 chốt lẹ luôn, bao nhiêu tiền? 250 đen. 34 chứ gì Liên Thủy một cái nữa nè. Trời ơi quá đẹp luôn mấy chị ơi, lên phòng. Cái này rất là xinh, em phải chưa một cái ra. Tại vì khách hỏi, khách hỏi. Đây đây rất là sang chưa, ok chưa? Ai lấy cờ Minh nha, nó là màu đen cho bé Anh. Đó, lên đầm đi, ok. Rồi chuẩn bị lên đầm luôn. 34 đen, Yên Nguyễn ơi. Gọi không được luôn nên là không có chốt được cái cụ cốc thiềm thừ. Gọi không được luôn, hôm bữa em tặng chị con cốc thiềm thừ mà gọi hoài không được. 34 Yên Nguyễn, nhớ bắt máy giúp em chế ơi. Cái này là hàng em có một cái à, 34 đó, nên chị nào lấy phải bắt máy giúp em. Rồi lên tiếp tục luôn. Rồi đổi 34 cho chị nhé. Chị Thúy Hằng Nguyễn hết 34 rồi. Thúy Hằng ơi, hồi nãy có chị Liên Thủy chốt một cái nhưng mà Ý Nguyễn chốt một cái là hết sạch. Rồi lên 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 tiếp. Có là chốt rồi mà hết sạch. Ok chị Phạm Thêu. Vậy là bà chốt thiếu một lum luôn rồi đó. Tại vì tôi thấy sô-cô-la nè là đúng số lượng mà sao thấy còn hàng quá trời. Vậy là nhân viên em là chốt thiếu đơn rồi. À, mấy chị đợi em đi, để ngày mai em lọc lại một lần nữa cho kỹ đơn. Lên cho em mã số, lên bánh kẹo đồ ăn đi. Ok, hôm nay một đống hàng Hàn Quốc về luôn nè. Hôm nay một đống Hàn Quốc về nè, không biết có lên kịp không. Bây giờ lên mấy cái đầm trước đi, nãy giờ khách đợi đầm cao cấp nhiều quá. Đầm cao cấp 2 triệu mấy một cái không à. Chốt cho chị luôn khỏi điện thoại. Ok, chết đẹp Phước Kim luôn. Chị nào mà nói chốt chị luôn khỏi điện thoại, càng đỡ khỏi phải gọi. Tại gọi không được là phải đánh dấu chưa đọc. Rồi lại xả đơn cho khách, tội mất công gọi không được nữa. Ủa bây giờ lên đầm nha. M bao nhiêu nhịp bà chuẩn bị lên nè. Đầm đẹp 34 hết rồi. 34 chị Duy Nguyễn. Nếu em còn hàng em sẽ chốt. Ok chị Duy Nguyễn cho. Còn cái này em hết sạch rồi. Rồi bây giờ em sẽ lên cái đầm này. Để đi. Em sẽ lên cái đầm này. Đầm mới, đầm này là đầm giá 2 triệu mấy shop. 2 triệu mấy shop. Về được đúng một bao. Chị không phải gọi nha, chị Hiếu Nguyễn. Ok luôn, chốt qua tin nhắn cho chị luôn. Đầm này chỉ có mỗi thứ hai cái M, hai cái L, hai cái XL và hết nên ai cầm bên nhanh tay bán tặng. Đầm này em bán xả 300 ngàn, 2 triệu hơn em xả 300. Nếu chị nào cho em một nút chia sẻ em tặng 250 luôn, chơi luôn đi. Em làm giá là em tích xả 300 ngàn, bây giờ em tặng luôn là coi như lời 10 ngàn thôi. Lấy tương tác chia sẻ like. Mấy chị bị bông ra vừa sửa. Đầm này là em nói là khách tính qua lấy hết, em nói không, để hàng đẹp em bán khách này. Mấy chị qua lấy hàng khác, đầm này em nói không đẹp trả lại tiền. Đầm đỏ đi, lên đầm này luôn. Sai gì đọc sai luôn nè. Bà bỏ ra bà coi sai coi. 2M, 2L, 2XL hết. Đúng 6 cái thôi. Rồi. Mấy cái đầm này là phải ôm lô mới có. Đầm này lên mã cho em mã số nè. Bây giờ lên cho em mã số 35. 35 cho mấy anh. Trời ơi, em nói thiệt, đầm này là phải siêu đẹp luôn cho mấy anh. Các chị nhìn cho em, cái đầm này 2 triệu hơn một cái. Tặng nhanh mặt Tết. Mã này ai chia sẻ cho tăng view lên cái tặng 250 ngàn một cái đầm luôn. Mời cho em là M35 nha mấy chị nha. M35 ai chia sẻ like sẽ được 250k hả? Đây mấy chị nhìn cái tem của nó là mấy chị biết là hàng shop cỡ nào rồi.
50k, 2 cái M, 2 cái L, 2 cái XL. Cứ chốt tối vậy cho mấy anh, hết size. Chế nào lấy comment giúp em, mã số cho em 35, 2 triệu mấy một cái. Nhìn giùm em cái chốt đầm này, em nói thì không đẹp trả lại tiền, em lấy một cái mặc mùng 1 luôn. Bữa giờ em lấy mấy cái mùng 1 là mấy chị hiểu rồi đó, là nó đẹp cỡ nào, sáng mặc cái, trưa mặc cái, chiều mặc cái, ok chưa? M35, trời ơi, siêu cưng luôn. M35 đi mấy chị nha, 250k. 250k, 2 triệu mấy đó mấy chị. Tranh thủ mà chốt, hôm nay là hàng đẹp, giá cực kỳ sốc luôn. Có 2X không, có thấy đâu? Có 2X luôn, được mấy cái? 2X được 2 cái luôn, trời ơi. Đọc sai nè, chị nào 55-56kg M, tầm 60kg đổ lại lấy L. Còn chị nào, còn chị nào mà mình là bao nhiêu ký, chị nào mà tầm 63kg thì lấy XL. Còn chị nào mà 65-66kg lấy 2X. Trời ơi, cưng lắm luôn. Bao nhiêu tiền? 250k. Comment rồi đọc mã. 35 mấy chị nha. Ôi mấy chị ơi, mấy chị nhìn giúp em coi coi đẹp không. Và bây giờ em đọc nè, M35 chốt với chị Hiếu Nguyễn một cái size M, Châu Nguyễn một cái L, Võ Mỹ chị có lấy 2XL không, cầm bên nhanh tay là hết nha mấy chế. M35 chị Đồng Nhi Lam XL, chị Đỗ Vĩ Diệu ghé shop size M35 rồi, M hết luôn. Trời ơi, các chị thấy không, nhanh lắm. Cái này em cũng có 2 cái, 2M, 2L, 2XL và 2XL. 35L, chốt Nguyệt Phạm luôn. L còn không? Rồi em cầm trên tay là, em cầm trên tay L. Rồi, chốt dư cho Phước Kim cái đi, nước còn hàng. Cái này hết sạch, hết sạch, hết sạch, hết sạch. 35L chốt dư Phước Kim cái. L 80 VL, VL không em. Trời ơi, lấy XL giùm em đi. Lấy XL, XL, XL. Lấy XL giùm em anh nha. Ok chị Nguyệt ơi, L 80 qua XL, lấy chị XL, chị Nguyệt Phạm cái XL đi. Lấy chị Nguyệt Phạm cái XL đi. Cái này em sẽ chốt dư, em ghi mã nếu em hỏi còn hàng không. Tại vì đây là đầm cao cấp, em ôm số lượng nhiều nên em bán tặng cho mấy chị là giá nặng tiền lắm. Nếu còn hàng em chốt. Rồi ok chưa? Chị ghi số lượng lại để chốt dư nha. Ghi số lượng lại chốt dư nha. Nguyệt Phạm qua lấy XL giùm em. M35 50kg size nào vậy em? 50kg lấy M giùm em. 50kg M hả? 50kg M hay L? M. 50kg M thôi. 35 size L chốt dư xu hình. Mã số này 35, Võ Mỹ chị 2X, comment cho em mã số 35, chị size L nha, nhớ đó, ok Châu Nguyễn. Rồi, đó, chuẩn bị qua mã nha, đầm này hết nhận đơn, đầm này hết nhận đơn rồi, hết hàng rồi, không dám chốt nữa, chốt không có hàng khách chửi. Mã số 35 giúp em, trời ơi, cưng cưng. M35 nha mấy chị nha, M35 chỉ có 250k. Chị Lê Thị Tiên, M33 cái túi sách trắng luôn nè, 33 túi sách trắng chốt Lê Thị Tiên luôn nè. M35, rồi, chuẩn bị qua mã. Chốt với chị Hồng Nhung một cái luôn rồi, chốt dư chị Hồng Nhung cái M35 50kg size M phải không? 50kg M ha. Rồi bây giờ hết mã này, hết mã này. Giờ mặc size M còn rộng nè, chắc mặc size S quá, bụng 64 gà. Trời ơi, cái này mặc M được luôn. Rồi bây giờ lên mã mới, được có mấy cái thôi. M bây giờ lên cho em 2M, 2X, 2L, 2XL và 2XL mã mới. Đầm cao cấp. Trời ơi, cái này được mấy cái nè. 2, 4, 6, 8. Vậy là cái này không có 2X. Lên cho em mã này, M35 2X chốt cho chị Võ Mỹ chị. Chốt chưa? Ok chị luôn. Lên cho em đầm này, trời ơi em nói thiệt không đẹp trả lại tiền, hàng mới về. Chưa kịp ủi luôn mà phải lên, tại vì chưa kịp. Em sáng em đi làm từ 7 giờ tới 5 giờ chiều. Mấy chị nào biết em bán sáng, bán bất động sản, tối về em live stream. Khách nào coi live nhà bé là biết liền. Bây giờ chưa kịp ủi thông cảm xíu, nhưng em nói đẹp tuyệt vời, 2 triệu mấy một cái đầm. Tặng nhanh, các chị nhìn giúp em 2 triệu mấy một cái, em tặng nhanh. Ghi cho em mã 36, trời ơi cưng lắm luôn, 36 giúp em. 36, tặng 250 luôn, chơi luôn. 36. M36 cho mấy chị nha, M36 250k. Cái này có 2XL nữa, quên nhầm, cái này có 2XL nữa. M36, cái này em có size M, L, XL và 2XL, mỗi thứ chỉ có 2 cái thôi. 2M, 2L, 2XL và 2XL. M36 cho mấy anh 250k, đầm 2 triệu mấy. Ôi, đầm này em nói thiệt mấy chế ơi, mấy chế không chốt uổng. Mấy chế không chốt là uổng luôn. Cái đầm này em lấy 1 cái đẹp lắm. Form cái này lên đẹp tuyệt vời luôn nha. Mã số mấy? M36. Trời ơi cưng chưa? Em nói cái này mà em nói thiệt là số dắt luôn, đẹp lắm luôn mấy chị ơi, M36. Và tay của nó sẽ che
che được bắp tay to, nhất là những chị nào sợ đeo bắp tay to. Là lấy cái đầm này cho em nói thiệt, em bao mấy chị luôn không thấy bắp tay to. 36 cho chị Liên Thủy một cái XL, chị Tiên Nguyễn một cái 36L luôn. Ai lấy 36 comment giúp em luôn ạ. À. Chị Hồng Nguyễn một cái M36 2X luôn nè. À. Đó, trời ơi chưa, đẹp chưa? Đẹp lắm luôn á mấy chị, nhìn cho em từng form. Đây là đầm cao cấp, ai lấy comment giúp em luôn. Rồi em lên tiếp mã. Mã này các chị nhìn giúp em từng cái vạt bèo. Từng cái vạt bèo che được bắp tay rất là đẹp luôn. Và cờ và các chị nhìn giúp em từng hàng nút. Đá cao cấp, đẹp và sang. M36 nha. Rồi ai lấy M36 cờ bên tiếp. Bây giờ qua mã mới. Lên M37 giúp em. Trời ơi cái này đẹp quá. 2 triệu mấy tặng nhanh, 250 nếu chia sẻ lại. Trời ơi tặng nhanh. Tặng nhanh, lên tiếp M37 nè. Lên M37. Ủa không có lờ hả? Chết M. À cái này qua XL quá. Cái này form nhỏ nha. Cái này là mấy chị ơi, nãy giờ chị nào lấy L qua XL giúp em nha. Cái này nó làm sai, nó làm lộ. Cái L là thành XL, còn cái XL thành 2XL. Hèn chi hồi nãy em cầm cái 2XL, em tính nói mà em quên. Cái này nó nhỏ nha. Chị nào lấy L là sang XL giúp em. Vì cái mã này không có ghi chữ size L. Cái mã này nó làm lộ nha. Hay sao á, không biết. Đó, nên chị nào lấy thì cầm bên đổi qua XL. Lên mã này luôn à. Ơi cái này đẹp quá vợ. Trời ơi, cái này đẹp lắm luôn á. Trời ơi. Ở ngoài đẹp dữ vậy trời. Mấy cái luôn nè. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. Trời ơi. Lấy cái L cho em lên cầm qua cho khách coi. Lấy cái size L, L. Đây, đầm này không đẹp trả lại tiền. Trời ơi, đẹp số dắt luôn. Mấy chế ơi, đầm này em nói không đẹp trả lại tiền. Chuẩn bị mã này, hai cái M, hai cái L, hai cái XL và hai cái 2XL. Đầm 2 triệu mấy một cái không à. Đầm này không lấy trả lại tiền vì quá đẹp. Lên đơn che mã. Chị nào lấy chia sẻ like tặng giá 250 hết chơi luôn. Rồi, 37 giúp em nha mấy chị nha. M37 à. Mã số M37. Ê cái này đẹp lắm luôn á. Cái này đẹp lắm luôn á mấy chị. Trời ơi. Em nói cái này mà em nói mặc đi đám cưới là hơi bị đẹp luôn. Mặc mùng 2 là hơi bị đẹp luôn. Đầm này các chị nhìn giúp em. Giá của nó đây bao nhiêu tiền? 250.000 mã số 37 luôn. M37 nha mấy chị nha. Trời ơi. Mặc cái này là đúng rồi đó, cạnh tranh cô dâu luôn. Đây nhìn giúp em. Đây, đẹp vô cùng đẹp luôn. Cái đầm này đẹp lắm. M37 giúp em. Đẹp lắm luôn, xuất sắc lắm luôn. Rồi, ai lấy comment nhanh tay luôn, chậm tay là hết. Trời ơi cái này em nói thiệt. Mua cái này để đi đám cưới. Đẹp lắm. Đi đám cưới. Đẹp dễ sợ luôn, không đi đám cưới mặc mùng 2, mặc mùng 2 trắng qua mùng 3, mùng 3 qua mùng 4. Mỗi cái mặc một màu. Bây giờ quyết trong like này là phải mua cho em 5 cái đầm mặc 5 mùng Tết cho mấy anh. M37 Hiếu Nguyễn một cái size M. Hồng Liên Nguyễn Như 37 M chốt đơn. Nguyệt Phạm 37 XL. Chị Phạm Thị Hà Hà 37 XL. Đó, ai lấy comment nhanh tay. Chuẩn bị hết cho mấy chị nha. Đầm rồi rồi em nói thiệt. Đẹp mà lên form của nó là chuẩn luôn á. Chuẩn con gà tây luôn. Đầm này đẹp lắm. Em nói điêu bất lọc, em lấy cái XL rồi. Đợi em M37 cho mấy đợi em mùng 2 em mặc, em chụp hình đăng lên Facebook cho coi. Đầm này em nói thiệt lên form đẹp lắm. Nó nhấn ngay cái eo trên nên đặc biệt cái chị mặc cái này nó sẽ gọn cái người của mấy chị luôn. Và tay nè nó sẽ được che được cái bắp tay to. Ok chưa? Mã này cho em M37, V37 chốt gì vỏ mỹ chị cái 2XL luôn. M37 nhanh tay mấy chị ơi. Em cho mấy chị 2 phút nữa. Này màu xanh nhạt phải không em? Đúng rồi, màu xanh nhạt đó chị Hồng Liên. Đó giờ mấy chị mua những cái màu kia nhiều rồi. Lên những cái mã này các chị lấy những cái màu khác cho em. Đây. Trời ơi cưng chưa? Trời ơi xuất sắc chưa? Em nói cái đầm này. Và đặc biệt nó mặc cho em qua gối nha. Nên mặc không lo, nhất là những chị nào hầu như khách nhà em là hầu như tầm 30 mấy không à. 20 mấy ít lắm, 30 mấy là chính, đổ lên là chính. Nên mấy chị mặc cái này không sợ bị cho em là bị trẻ quá hoặc là ngắn quá luôn. Rất là đẹp. Đó. Ai lấy cờ bên nhanh tay. Ok chưa? Đây. Rồi. Không, cái này là thiếu cái nào thì ghi, để ghi chốt dư đi. Thiếu cái nào thì ghi chốt dư đi chứ không biết có hàng không.
Hiểu cái nào là ghi chốt dư nha, em không biết có hàng không nha. Em đọc ai chốt dư là mấy chị ghi cho em chữ chốt dư. Chốt dư Quỳnh, XL có không? Hết chưa? XL hiện tại là em chốt dư. XL chốt dư chị Quỳnh Nguyễn 52kg mặc size M cho em. 52kg mặc size M, 52kg M nha. Chị Diễm Nguyễn 37 size M chốt dư Diễm Nguyễn luôn. Đó, đầm đẹp quá, trời ơi, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Chưa bao giờ có giá này. 2 triệu mấy, bao nhiêu tiền? 250.000, chia sẻ like giúp em. Cho tăng view cái nữa đi, tăng view cái nữa đi để em like thêm đồ đẹp cho. Chia sẻ vô các hội nhóm và trang cá nhân giúp em. Trời ơi, đẹp chưa? Đẹp chưa mấy chế? Đẹp lắm luôn, đẹp thì thôi rồi luôn. Rồi em lên tiếp mã số 38 nè. Đó, cái này L nè, trời ơi, 38. Lên cho em 38, 52kg thì chị mặc cho em M, đó. Comment đúng mã giúp em, chị Ngọc Thùy ơi, comment cho em là mã số 37 nha. 37 giúp anh nha, đó, 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 đó. Rồi bây giờ em lên tiếp tục mã này. Đâu rồi, cái bao đang khui đâu rồi? Đâu rồi, đang khui đâu rồi? Hàng đẹp không? Trời ơi, cái gì đây? Cái này có 4 cái vậy? 1, 2, 3, 4. Trời ơi, uổng quá. Cái này đẹp quá nè. Trời, em tôi bán cho mấy chị có tuổi 30 mấy. Vậy chị 60 tuổi bán được không? Trời ơi, bỏ mỹ chị chơi luôn. Em còn bán cho cô kia 65 tuổi nữa mấy chị ơi. 60 tuổi còn trẻ, 60 tuổi đối với anh còn trẻ, vẫn còn đẹp, vẫn còn xanh tươi. Lên cho em anh mã này. Trời ơi, đẹp lắm luôn mấy chế. Lên cho anh chuẩn bị. Mã này có 4 cái à. Chỉ có 2 size M và L. Ai hơn thì chốt được thôi. Đẹp tuyệt vời. 4 cái thôi, 2 cái M, 2 cái L. Chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị. Em khui hàng mới em nôn lắm nha. Mình đi đập hộp hàng xịn gì đó. Tại vì cái đầm này 2 triệu mấy một cái. Mà bây giờ xả 250 ôm luôn 1000 cái. Mấy chị ơi tin nổi không? Bây giờ lên cho em mã này. 4 cái nhất 2M 2L. M38, M38 ôi, nha. M38. Đẹp số dắt luôn. Trời ơi, mã số bao nhiêu? Bao nhiêu tiền? Trời ơi, đẹp quá. M38 cho mấy chị nha. M38. Trời ơi, đá đứng ngay eo nữa nè. 2 cái M, 2 cái L hết hàng. 38, chị nào lấy nhanh tay luôn. Có 2 cái, có 4 cái thôi. 2M, 2L. Cái này không có XL, cái này không có 2XL luôn. Trời ơi, nó phun vậy đó. M38 cho mấy chị nha, nhanh tay M38 2L 2M à. M38 kèm size, M38 size gì, comment size, phải comment đúng size với anh biết chốt. M38 chị nào lấy size nào comment size đó giúp em. Trời ơi, cái màu này là giống như màu đỏ cam gì đó. M38L chốt cho Nguyễn cái nè. Ngọc Thùy lấy màu nào comment giúp em, lấy size gì comment giúp em. Có size chị không? Trời ơi, hàng lắm Nguyễn ơi, không có. Nãy giờ lên cái đầm có cái 2X luôn nè. Đó, chị canh like giúp anh nha. Trời ơi, đầm này em nói trời ơi mấy chế ơi, không đẹp trả lại tiền. Trời đẹp quá. Cái này mà có XL là mấy anh lấy rồi. Đẹp quá luôn, cái màu này siêu tươi luôn á. Màu này đẹp lắm. M38 size M chốt thi một cái. Rồi còn một cái M, một L là hết. M38L chốt Duy Nguyễn cái. Rồi hết, còn một cái M nữa thôi. M38 Ngọc Thùy rồi hết luôn. Rồi, hết. Châu Nguyễn L, Duyên Nguyễn L, Ngọc Thùy 38M. Đó, rồi chị Thi 38M rồi hết sạch. Rồi, để em lên mã mới. Trời ơi, cái này đẹp vậy. Trời ơi, được mấy cái đây. Màu đen. 38, nếu có ai xả anh chốt, chốt dư chị Kim Yến Trừng một cái 38L luôn nè. Chốt dư Kim Yến Trừng một cái 38L luôn, có hàng sẽ gọi nha. Tại vì bên em nhập hàng về là không biết còn không, 52kg là em mời chị ơi. Cái đầm này có 2XL nè. 2, 4, 6, 8, rồi. Chuẩn bị. M38 em có L chị Trang ơi, nhưng mà em chốt dư nha. Chốt dư chị Trang chỉnh cái, chốt dư Kim Yến Trần đi. Trang chỉnh cờ bên M38L đi, em chốt dư. Có hàng thì em gọi, không có thì thôi. Sorry, I am sorry. Tại vì cái này là hàng cao cấp. Cái này là em không biết là có số lượng hay không. Tại vì cái này là biết bao nhiêu người người ta lấy nữa. Đó, một tất cả cái này là đều là kho tổng luôn. Đó, các chị ơi, 2 triệu mấy hàng treo shop.
làm gì đến cửa của mình còn nữa, là hên xui em có hàng em sẽ gọi lên cho em mời số 39. Ôi trời ơi cái này đẹp quá. Ê bà, tôi lấy một cái tôi mặc. Ủa sao nãy không thấy cái này vậy trời, cái này đẹp dễ sợ luôn á chế. Mã số 39 giúp em 2M, 2L và 2XL và 22XL luôn, chốt lẹ luôn. Lát vừa cho em cái XL nha. Trời ơi đẹp quá mấy chế ơi. Mã số 39. Nãy giờ màu trắng rồi, nãy giờ màu trắng, màu đỏ, màu xanh rồi, bây giờ qua đen giúp em 39. Cái này mặc mùng 4, mùng 5 là ok luôn nè. Trời ơi đẹp quá. Mã số 39 39 giúp em nha mấy chị nha. Nhanh tay chuẩn bị chốt đơn à. Đẹp lắm luôn trời ơi. Xin lỗi mà đẹp chịu không nổi luôn. Cái đầm này cho mấy anh, đầm này mà không ai chốt là uổng. Không ai thấy cái đầm này là uổng nha. M35 chị mua cho con chị mà bé tới 66kg, XL chắc không vừa em ơi. Chị đổi lấy 2XL được không chị Đồng Nhi Lam? À, ok chị Đồng Nhi Lam, nhưng mà em phải kiểm tra, nếu mà có thì em mới chốt được. Chị ghi là cái mã hồi nãy ghi là chốt dư Đồng Nhi Lam đi. Rồi kiểm tra lại, nếu có thì bé anh mới chốt nha. Rồi M38 có hàng thì mới gọi cho trang chỉnh nha. Lên cho em mã số 39 nè. Trời ơi đẹp quá. Cái này là em nói thiệt, xin lỗi chịu nổi, quá đẹp luôn. Giá sao chị Nguyễn Phượng? Đầm 2 triệu mấy treo shop, đang sale thanh lý tặng hết 250 ngàn. Chia sẻ cái cho lên view cả đi tặng luôn 250 ngàn. Trời ơi lên nhanh mấy chế. Trời ơi đẹp quá. M39 nha mấy chị nha. Mã số 39 kèm size và kèm theo số điện thoại. Nếu là khách hàng mới chốt đơn là kèm size và kèm theo số điện thoại là khách hàng mới giúp em. M39 hai cái tay này che được hai cái phần bắp vai luôn, và đặc biệt nó nhún nhẹ một cái này, nó sẽ khiến cho cái chị, những chị nào có form bụng to nó sẽ gọn hơn rất nhiều. M39L chứ là chị Nhung Trương luôn nè. Đó trời ơi đẹp quá luôn. M39 chị à, MLXL có 2XL à. Cái này có 2XL luôn. Chị nào mà M tầm 55kg đổ xuống, L tầm cho bé anh 6 250 ngàn bích lê. Một cái này là giá 250 ngàn, chỉ đúng cái like này thôi. 2 triệu mấy tặng 250 ngàn, tại vì có đúng một bao hàng, hai bao hàng là em xả hết. 250, mã số M39. Đây. M39 nha mấy chị nha. 250k, MLXL tới 2X à. MLXL và 2XL. Hai cái M, hai cái L, 2XL và hai cái 2XL. Form này em nói đẹp tuyệt vời, đầm này đầm cao cấp. Nãy giờ em lên là lô đầm cao cấp không à. Không có đầm thường. Đầm thường là đầm đã đẹp rồi, các chị thấy đã nhận hàng nhà em là đã thấy đẹp rồi, là đầm hầu như 600-800. Còn đầm này nó còn đắt hơn nữa mà em xả 250. Đây các chị nhìn hạt đá cho em. Đá đây cho em, đẹp lắm. M39. Ok chị Dung Tú, M39 22 em chốt Dung Tú luôn nè. M39 nè. Rồi ai lấy M39? M39XL ạ. M39XL chốt Hạnh Nguyễn nè. Rồi ai lấy comment giúp em nha. M39 nha. Mã số 39 kèm size và kèm màu, đang xả lỗ 250 ngàn. Đầm 2 triệu hơn tặng 250, chia sẻ like. Đây. Ok chưa? M39 giúp chị nha. 250k. Hôm nay em lên toàn là đầm cao cấp 2 triệu mấy một cái không à. Nên chị nào mới mua like lại coi lại like, coi thích cái nào không thì chốt giúp em nha. Đẹp lắm luôn mấy chị. Rồi em chuẩn bị lên cái đầm mới. Mã số cho em tiếp tục. Lên cho em mã mới, mã 40 đi mấy chị. M39 em mời chốt Phương Bùi Thị Nhật luôn nè. Trời ơi, cái này là cái gì đây? Em đo thử coi 2XL 85 ngực 98 à, vừa không. M39 chị Hoàng Lam Thảo Nguyễn. Để em coi coi cái đầm nó bự không. Để em coi bự không thì em báo cho. Chủ nhật chị lên shop mấy đứa có ở không? Mấy em có chị ơi, Trang Trịnh có, chủ nhật có nha. Chủ nhật có. Rồi lên tiếp tục. Lên cái này. Ôi cái này đẹp quá nè. Được mấy cái à. Hai M, hai L, hai XL. Cái này em chỉ có size L, em chỉ có size M, L và XL thôi. Chị nào lấy nhanh tay. Trời ơi đẹp quá. Để em coi cái này là cái gì. À cái đen trắng hồi nãy em có lấy. Đầm này đầm cao cấp, cái chị nhìn giúp em.
nhìn giúp em coi đẹp không nha. Ôi, cái này em phải nói là xuất sắc luôn baby à. Đẹp lắm luôn, em phải nói là xin lỗi, đẹp mà chịu không nổi luôn. Mã số cho em mã 40. 2M, 2L và 2XL. Cái này chậm tay là hết vì mẫu này quá đẹp luôn. Nhanh tay cái chị ơi. Lên mã giúp em. Thích ăn gì mấy đứa ơi? Trời ơi, không thích ăn gì hết đó. Chị Trang lên là vui rồi. M40, M40 nha mấy chị nha. Lâu lâu chị Trang lên ghé shop em là vui rồi. M40 giúp bé anh luôn. Trời ơi, đẹp quá luôn mấy chế ơi. Mã số 40. Chốt lẹ. Đẹp quá mấy chế ơi. Đây, 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 đây. Nó là thêm kiểu như này nè. Các chị mặc cái này cho em tới đầu gối nha. Không có ngắn luôn, rất là đẹp. Cái đầm này là đầm đi tiệc. Hầu như những cái đầm này em đang cầm đây là đầm cao cấp. Giá của nó 2 triệu mấy một cái không à. Các chị nhìn lô đầm này cho em. Đây, đây, đây. Cái đầm này em phải nói là không đẹp. Xin lỗi, đẹp lắm luôn, quá đẹp luôn. 250.000 đầm cao cấp hôm nay xả lỗ. M40 cho chị nha. 250.000 40 chốt cho chị Hân Trương một cái luôn à. Size XL chốt Hân Trương à. Hiếu Nguyễn 40 size M chốt đơn luôn. 2M, 2L và 2XL. Ai lấy cờ bên luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm. Mặc cái này cho bé anh tới đầu gối nha. Đây bé anh để nè. Tới đầu gối là qua đầu gối tầm 2 phân. Qua đầu gối 2 phân luôn. Đầm này không ngắn, rất là đẹp. Và nó từng 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 luôn, rất là lẹ. Lẹ lắm luôn, rất là lạ. Nhìn giúp em từng form đầm. Đầm này đầm cao cấp mấy chị ơi. M40 nha mấy chị nha. Chỉ có 250k, quá đẹp luôn mấy chị ạ. À. Đẹp lắm luôn, đúng chất là đầm tiểu hư. Mà em nói thiệt, cái đầm này mà mấy chị mặc lên nha, form rất là đẹp luôn, khỏi phải lo. Mã số 40 giúp em. Mã 40, ai lấy cờ bên 40 nha mấy chị nha. Đây em để lại cho các chị nhìn lại lần nữa nè. Mã 40, à, nhớ mấy đứa lâu rồi không gặp. Dạ cảm ơn chị nhiều ạ. À. 40 size M chốt chị Phước Kim luôn nè. 40 M chốt Phước Kim luôn nè. Mã 40 đó, để đây cho mấy chị coi. Mặc qua đầu gối 2 phân. Qua đầu gối 2 phân, màu này cho em là màu trắng kem. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Và được xung quanh của nó là mạ vàng nha. Xung quanh của nó là mạ vàng luôn. Và đặc biệt đầm này là chuẩn form. Mình mặc size nào mình lấy size đó giúp em. Đầm này chuẩn form và đặc biệt hầu như những đầm 2 triệu mấy các chị mặc lên dáng rất là đẹp. Nó không bị phô. Sẽ có những đầm mặc lên mình sẽ bị mập. Nhưng đầm này là chuẩn form, hàng 2 triệu mấy nó lên nước đẹp lắm. Ai lấy comment M40 giúp em luôn. M40 giúp chị. M40. Ở xuất sắc M40. Ok chị Nhung Tú, M40 size em một cái là rồi còn cái nữa thôi. Ai lấy size gì comment nha. Rồi bây giờ em chuẩn bị nè. Hình như còn cái size L hết em một cái nữa hay sao á. Rồi em lên tiếp mã số 41 giúp bé anh luôn. Trời ơi đẹp quá. Bốn mươi mốt. À cái này vừa đụng cái nè. Bao gì vậy? Ơi cái này đẹp vậy. Ôi vàng vàng. Mã số bao nhiêu đây? Lên cho em mã máy nè mấy chế. À, cái này có 2XL. 2XL được 2 cái nè. M được 2 cái. XL em được 2 cái. L được 2 cái. Ôi, bé anh dự là cái đầm vàng này là sẽ siêu cháy nha mấy chị nha. Màu vàng năm nay khách em thích, nhiều người hỏi màu vàng lắm không có hàng. Size này cho bé anh là size M 2 cái, L 2 cái, XL 2 cái và 2XL. Cái này đủ size từ M cho tới XL mà mỗi số lượng chỉ có 2 cái thôi. Chuẩn bị lên đơn cho em luôn nè. Mã này cho em là mã 41 cho mấy chị nha. Nhanh tay, nhanh tay. 41 chỉ có 250k thôi. Trời ơi, đẹp quá, đẹp xuất sắc luôn, nhìn giúp em. Cái đầm này em phải nói là xuất nét và chuẩn nét luôn. Đầm shop 2 triệu mấy đang tặng 250.000 sale shop. Chia sẻ like cho lên view một cái đi mấy chế. Trời ơi, đầm quá xuất sắc, quá đẹp luôn mấy chị ơi. Nhanh. Ôi, cái này đẹp quá. Cái này Nguyễn Phạm ơi, vô mua cái này giúp em. Cái này em nói không đẹp trả lại tiền, đẹp lắm luôn. Chị Nguyễn thích mấy cái đầm mà dạng sang sang vậy nè. Đầm này sang lắm luôn. Mã số cho em, mã số bao nhiêu? Mã số 44 nha mấy chị nha, 250k. 250 mấy chế ơi. 41 giúp bé anh luôn. Trời ơi, cưng chưa. 41 lên đơn cho em cái đầm này. Trời ơi xuất sắc luôn. Đầm cao cấp nha mấy chị nha. Hầu như em lên những chiếc này là những chiếc cao cấp 2 triệu mấy.
đang tặng nhanh với giá 250.000. Hôm nay mấy chị mà có bỏ tiền ra mua 5 cái hay 10 cái em nói thì cũng quá là rẻ luôn. Vì chưa bao giờ các chị mua được những cái lô đầm này. Đây là lần đầu tiên em về những cái mẫu đầm mà cao cấp mà đẹp đến vậy luôn á chị. Nhìn giúp em đẹp lắm luôn á mấy chị. M41 giúp em nha mấy chị nha. M41 250.000 màu vàng. Vàng tươi luôn. Cái này mặc mùng 3. Hồi nãy mùng 2 rồi giờ qua mùng 3. 41 lên đơn nhanh tay luôn nè, chậm tay là hết nha. Cái 41 này là em nói là cháy lắm á. 41 chốt cho chị Trang chỉnh một cái 41L luôn nè. Dung Hồ một cái 41M chốt đơn nè. Trời ơi siêu cưng luôn. Đầm cao cấp mấy chị ơi, đẹp lắm. M41 nha mấy chị nha. Đầm này đẹp lắm, đầm này đẹp lắm, ở bình luận. Chị Phò. Gì tên Facebook ngộ quá vậy? Phò Thị Lan. Chị Phạm Thị Lan một cái 41 size M lên số điện thoại chế ơi. Lên số điện thoại 41 M, L, XL và 2XL. Cái này có size 2XL nha. Chị nào lấy? Chị mặc L vừa phải không em? Cái này trang chỉnh vừa không ta? Cái này vừa không? Cái này có thể vừa, có thể vừa. Cái này chắc vừa đó. Cái này cũng ok nè. Em nghĩ chắc có thể vừa đó chế. Đó, ai lấy thì comment nha. Rồi em lên tiếp luôn. Cái này XL em còn được hình như trái hai cái nữa. Chế nào lấy XL thì comment XL. Cái này có 2XL luôn. Nãy giờ những chị nào mà form người to thì mình có thể lấy 2XL. 2XL tầm 65kg, 66kg. Đó, đẹp chưa? Mã số đi mấy chế. M41 giúp em cho mấy chị nha. M41 250k. Để kiếm hàng có tay cho. Mà hầu như những hàng thiết kế này nó lên đẹp quá mà nó không có tay một tiếc. Đúng rồi đó. Nhiều khi có nhiều chị thích lắm luôn mà có nhiều chị á sợ bắt tay mặc. Em nói thiệt hồi xưa là em không dám mặc màu trắng luôn á mấy chị hiểu rồi. Mà bây giờ em mặc lại mặc riết quen. Mình mặc riết quen rồi mình ngại riết mặc quế riết quen rồi mặc dày đó mấy chị. Rồi em lên tiếp luôn nè, mã này mã mấy nè. Rồi bây giờ cho em miếng nút cái em like tiếp nè, váy đẹp quá mà tiếc quá. Lên cho em tiếp tục mã này nè. Mã mấy rồi? Giờ lên 42. Trời ơi cái này. Trời ơi cái này mà không lấy là thôi luôn. Cái này có tay. Đẹp quá luôn. Đẹp quá luôn. Cái này không lấy mà có mạng khó coi quá em ơi. Ao ra vào lại váy đẹp mà không có size chị Hoàng Lam. Để em coi có size không. Lên đơn cho em mã này. Mã 42 chỗ buồn ghê. Bé anh cũng biết hết. Khó quá không biết sao giờ. Hai cái mờ. 2M, 2L, 2XL. 24. Ở cái này có 2XL nữa nè. Bà Linh, bà mở cái 2XL ra coi cái này to không. Ao ra vào lại, nếu ai bạn yếu ao ra vào lại chấm bài lên cho cái. Cái này không chốt là thua luôn nha, đẹp lắm. Cái này có tài, đọc mã cho em luôn. M42 giúp em cho mấy chị nha. Mã số 42. Hả? Ôi cái này là đưa coi thấy tầm nhiêu ký. Đây coi coi. Ôi cái này 65 á ơi, 65 vừa. Cái này nha, không đẹp không xin trả lại tiền. Chuẩn bị lên đơn cho bé anh luôn. Cái này MLXL và 2XL. Cái đầm này là không co giãn nên chị nào 62, chị nào mà tầm 64 65 kg thì lấy cho em size 2XL nha. 64 65 kg size XL. Cái này là chị nào size S thì qua lấy M. Nói chung là tùy form người, tùy ngực và bụng nữa. Mã này tại vì nó không co giãn, cái đầm này không co giãn nên em sẽ ước em coi size M tầm nhiêu ký nè. Cái 2XL ở đây là tầm 65 ký đó, 64 65 đó. Đây để mấy anh coi cái đầm này coi. Trời ơi nhỏ xíu vậy. Trời ơi, má ơi cái đầm này bị nhỏ size nè. Đầm này là nhỏ size nè. Đầm này rất là đẹp nhưng mà nhỏ size. Chị nào mình mặc size S tầm nhiêu ký? 45 hả? Cái này tầm 45, 46 kg mặc size M. Còn chị nào, các chị cứ tự nâng size giúp em. Cái đầm này nha, chị nào nãy lấy M thì lấy lên thành L. Còn chị nào L thì lấy lên XL. Còn chị nào XL thì lấy lên 2XL.
em sẽ coi từng cái mã đầm để em chốt cho mấy chị chứ không phải em chốt ẩu. Tại vì em biết là có những cái đầm cao cấp nó rẻ lắm, nhưng mà mình thích nên mình phải canh, mình tranh thủ và tiền mồ hôi công sức các chị mua. Nên em sẽ ráng ướm size kỹ nhất có thể để mấy chị vui lòng, các chị mua hàng các chị vừa lòng. Mã 42 cho mấy anh. Chị nào nghe lại giúp em khi chốt mã này. Nghe lại giúp anh khi chốt mã này. Chị nào size S thì lấy M, còn chị nào L thì lấy XL. Chị nào XL thì lấy 2XL lên cho mấy anh. Ok chưa? Đầm này trời ơi mặc đẹp lắm luôn. Em nói là đẹp phải thì thôi luôn. 42 Châu Nguyễn XL, 42 size LXL chốt liên cao. Trời ơi đẹp chưa? Nhìn form đầm giùm em. Form đầm này cho em. Cái này qua gối tầm 2 phân. Đầm này qua gối 2 phân. 2 phân. Lên đơn cho em mã này. Trời ơi em nói thiệt mấy chị nhìn cái tay của nó nè. Cái tay của nó nè. Các chị nhìn ren nè. Đúng gọi là ren cao cấp luôn, là các chị hiểu rồi đó. 2 triệu mấy một cái không à. Trời ơi đẹp chưa? Ghi chốt dư là còn. Không biết còn hay không thì cứ ghi chốt dư đi để kiếm. Rồi comment mã này cho em luôn. Mã số nha. M42 giúp em nha mấy chị nha. M42 là đầm bé anh đang cầm. Chị nào M thì lấy lên cho em là L. L lấy lên XL và XL lấy lên 2XL bao nhiêu ký đó. Cái chị lấy thì comment giúp em sai nha. Đẹp lắm. M42 M42 250k nha mấy chị nha. Quá đẹp quá xuất sắc luôn. 200 cái này chị Ngọc Lan vừa nè. Ngọc Lan bốn mấy ký vừa cái size M nè. Mà không biết là ở ở dưới quê lạnh không biết có mặc được không. Chứ cái này đẹp lắm. Cái này đẹp cực kỳ luôn á. 40 là 42 42 chốt L chứ chị Nhung Trương chốt B2 42L nè. Ai lấy thì comment giúp em size nha. Đẹp lắm luôn á đầm này ạ. Đẹp lắm mấy chị ơi. Các em thích cái tay ghê luôn á. Cái tay của nó nè, đẹp lắm rất là sang. Đầm này giống như đầm đi tiệc á. Chị nào thích đi tiệc, đi chơi mặc rất là ok. Ôi, tối nay bà Nhượng Nguyễn lên coi like là chị hốt đã luôn á. Chỉ toàn size M à. Rồi lên tiếp tục mã này cho em. Mã số mấy? 43 43, 43, đầm 2 triệu mấy không à. 43 cho mấy anh. Ê, cái này là cái gì lạ quá vậy? Nhưng nếu mà chị nào mà mình béo bụng nhiều quá, tầm 63 kg thôi.
béo bụng nhiều thì tầm 63 kg thôi, bụng ai to thì 63 kg thôi, lấy cho chắc. Tại vì cái này là nói kỹ cho mấy chị lấy cho nó đúng. 250.000 mã số vậy ạ. 43L chốt cho chị Huyền Trang một cái. 43L Huyền Trang cái đẹp quá, này đẹp ghê luôn á chị Hồng Liên ạ. À, chị lên đầm màu đen nữa đi bên anh. Ok Nguyễn Phạm để kiếm cho 43. Cái này là quyền đồ để em kiếm nha. 43. 43 đầm này cho mấy anh 63 64 kg, cái này tầm size L nha. Chị nào lấy comment luôn. Trời ơi đầm này đẹp quá luôn á. Đầm này em nói thiệt với chị luôn, đẹp gọi là đẹp số dắt luôn á. 43, chế nào lấy thì comment giúp em. Ok chưa? Cái này ạ. 43 chốt với chị. Chị Hồ Dung ơi hết L. Cái này là em chốt dư nha, em không biết nha. Hiện tại là em thấy là hết rồi đó. Em kiểm nếu mà còn, em hỏi người ta còn hàng thì em nhập về, em bán cho mấy chị không thì thôi. Chứ cái này là em thấy còn có 3 cái à, mã này có 3 à. 43 chị Nguyễn Hằng. 43 chốt với chị Nguyễn Hằng một cái nè. Nguyễn Hằng là lấy cái 2X nha. Đó, 63 64 kg lấy cái này. Trời ơi cái này đẹp lắm luôn á. Trời ơi giờ Ngân Võ mới vô, Ngân Võ ơi chốt lẻ cái này đi không coi là hết. Cái này mà em nói thiệt luôn 2 triệu mấy sale còn 250.000. Hồ Dung ơi size L 43 em chốt dư, nếu có hàng thì em sẽ báo nha. Không thì thôi mấy chế ơi sorry nha. Đó 43. Ôi đẹp ghê chưa? Đầm này em nói thiệt số dắt luôn, đập mặt gọi là mặt đẹp lắm luôn. Đây nhìn cho em nè. Ôi, đợt này về đồ cao cấp 2 triệu mấy một cái đầm không à. Mã số 43 chỉ còn đúng một cái thôi, 63 64 kg đủ về. Đó mấy chị ai lấy thì comment nha, một cái cuối cùng. Đó, nãy giờ em like. Chị nào vô trễ thì mình coi lại like giúp em. Nếu còn hàng thì chốt nha. Rồi em qua mã tiếp. Qua mã tiếp để cái trắng qua bên đi. Kiếm đen, cái này là lẻ sai nè. Sao. Trời ơi màu hồng. Chuẩn bị màu hồng mấy chế ơi. Còn size gì vậy? Cái này là có size 2XL không nè. Cái này là MLXL và 2XL mỗi thứ hai cái luôn. Màu hồng. Đầm cao cấp 2 triệu mấy, đang sale là còn 250.000. Ai lấy cờ bên tại like giúp bé anh luôn. Ây da. Trời ơi. Má ơi xuất sắc. Ê cái đầm này đẹp dữ trời. Nhưng mà sao nó, cái này là phải có cái đầm gì ở bên trong chứ, phải có lót hả? Cái này trời ơi đẹp quá luôn á. Cái này đẹp xuất sắc luôn. Nhưng mà các chị phải mặc thêm cái áo lót ở bên trong nha. Cái này phải mặc áo lót bên trong mà. Cái này chắc phải mặc quần lót hả? Phải mặc nguyên một cái gì lót ở bên trong luôn á. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi cái này đầm ngủ hay đầm gì không biết nữa. Đây, xuyên thấu từng centimet. Mã số 44. Mã cho em mã 44 với chị nha. Mã 44 à. Ai muốn mặc ngủ vì nó quá xuyên thấu. Mặc xuyên thấu hả Minh Anh? Cái này là xuyên thấu từng centimet luôn á mấy. Chế nào thích thì chơi luôn ạ. À. Ai biết mà coi trời ơi cái này tôi bỏ tay chống cơm luôn á. Bỏ tay chống cơm luôn. Mã số 44. Mấy chế nào mà chốt 44 là em phải nói là thích xuyên thấu gan gà lắm nha. Đó, 44. Ai mà thích là chiều 44. Chạy hết trơn luôn. Chốt Minh Anh một cái XL tối nay ngủ. Trời ơi chị Tê Ly à. Trời ơi thôi đi chị Tê Ly ơi. 44 lên đơn. Đó. Cái này nếu mà chị nào mà có cái mua cái đầm trắng lót thì mình mặc. Cái này em cũng không hiểu làm sao nữa. Nó hơi xuyên thấu một xíu. 44 chị nào thích chốt cho mình cái XL. Trời ơi chị. Đó, chốt cho Minh Anh một cái đeo. Bé anh tư vấn quá kỹ, chị Huyền Phạm mà trời ơi em à. Em phải nói kỹ lưỡng chứ mua về cái chửi. Trời ơi, sao mà trên live mày nói tao mà giờ ship mày cho cái này là chầm tao chửi chết. Nên là ai thích là lấy nha. 44 tư vấn kỹ rồi đó, 250.000 xuyên thấu màn đêm luôn. Xuyên thấu màn đêm luôn. Chứ nào lấy cờ bên giúp em.
chị nào mà comment 44 là em phải nói là gan dạ lắm à. Cái mã này chắc em phải hỏi lại quá. Em bán cái mã này là chắc chết luôn á. Rồi em lên mã số 45 nha. Rồi tôi bó tay luôn á. Mặc cái đầm này vô đẻ nữa em ơi. Mấy chị ơi, mắc công chật đất thành phố Hồ Chí Minh chật đất rồi. Từ vũ hết chỗ đẻ luôn. Lên mã số. Bó tay chống cơm. Không hiểu sao gửi cái đầm này nữa. Ai bà, chị Bước Kim nói đúng á, mặc cái này là vô đẻ hoài luôn. Mỗi lần mặc cái đầm đỏ là vô đẻ hoài luôn. Đúng rồi, nếu chị nào thích thì mặc cái váy lụa hai bên ở bên trong. Bó tay. Rồi hai cái trắng cũng tựa tựa rồi đó, để với anh coi coi có xuyên thấu màn đêm nữa không, sợ ghê gì đó. Mấy cái nào xuyên thấu quá là chắc phải trả quá. Còn chị nào mà em nói thiệt, chị nào mà mình thích mình mua, mình mặc cái áo lót bên trong, cái đầm lót màu trắng á. Đây để coi coi. Rồi 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 rồi, cái này cái màu trắng mới có nè. Ôi thôi chơi luôn. Đây đây đây, vậy là hồi nãy cái mã nó thiếu hả? Cái mã nó bị lỗi rồi, chết rồi, mã nó bị lỗi. Mã đó nó bị lỗi mấy chế ơi. Thật ra nó có cái đầm trắng ở bên trong đây nè. Cái mã đó màu hồng là nó bị lỗi. À quên, nó có cái màu hồng luôn mà tại em không biết. Quá sorry sorry. Đây mấy chị, em quên, sorry, 1 phút 30 giây. Trời ơi, nãy giờ xém chửi nhỏ gửi hàng rồi. Đây, nó có cái đầm lót ở bên trong để mấy chị mặc luôn. Rồi ơi, chốt đi, mã 44 đẹp lắm. Giờ là thấy đẹp rồi đó. Nãy tưởng xuyên thấu là không ai dám mua hết. 44, 2M, 2L, 2XL và 22XL. Đây, rồi, chế nào lấy comment nha. Đây, đưa lại cái đó cho khách coi đi. Má ơi, đó, 44 size M Nguyễn Đình Dung, cho số điện thoại chốt đơn Nguyễn Đình Dung. Trời ơi, sorry, bó tay Minh Anh. Trời ơi, bây giờ có cái lót vô là đẹp rồi. Còn không có cái lót này bé anh không dám bán. Mắt trong giờ sợ mấy chị đi đẻ sớm không ai coi like em, mắc khổ nữa. Mã 44 cho bé anh. 44 có cái lót vô là đẹp hết sảy. Đẹp, đẹp, đẹp thiệt luôn. Có cái lót vô là đẹp hết sảy luôn mấy chế. Đây, đây nè, nó có cái đầm ở bên trong nữa mà nãy giờ không biết, mở ra. Chị nói mà ai mà may vậy. Chị Tali 44, chị Nguyễn Đình Dung lấy M, cờ bên số M. Rồi, Nguyễn Đình Dung M luôn. 250.000, 2 triệu hơn, xả 250. Chị nào khách hàng mới vô chị sẽ like cái cho tăng tương tác lên đi mấy chế. Đẹp chưa, đẹp lắm luôn. Đây nha, có cái lót trong nha mấy chế nha. Rồi, ai lấy thì comment giúp em. Rồi, Nguyễn Đình Dung một cái M, Hồng Liên Nguyễn Nhự một cái M, Phước Kim 45L trắng. Rồi, 45L trắng chốt cho Phước Kim luôn nè. Để quăng cái bao L trắng ra cho Phước Kim nè. Trắng nó nằm trong đây. 45 là L trắng, còn 44 là hồng nha. Ôi. Ủa L chết rồi. Màu trắng không có L, chỉ có size gì, kiểm tra giùm tôi luôn bà Linh. Có size gì, hai cái này size gì nè. Đó, hai cái màu trắng. Chỉ có màu hồng mới đủ size thôi, chỉ có hồng mới đủ size thôi. 44L chốt cho chị Duy Nguyễn luôn. Rồi, đẹp hết sảy con bà bảy mại vô, hỏi vô các chị ơi. Hả? Đó. Chị Phước Kim lấy cái XL đi. Cái này không coi giảng nên chị lấy cái XL trắng đi cũng ok lắm á. Chị nhận đồ một đống hôm bữa like rồi, đồ đẹp lắm em, chị Tuyết Lê. Cảm ơn Tuyết Lê nhiều luôn. Rồi 44L Phước Kim. Rồi hết L chưa? 44L chốt thì chị Phước Kim luôn nè. Trời ơi siêu đẹp luôn. Má ơi đẹp lắm. Nãy giờ làm cho mấy chị em nhà em tưởng bán đồ xuyên thấu. 44 55 kg, hồng L vừa. Chị Duyên ơi vừa nha. Đây mặc cái này. Trời ơi vừa đi chơi vừa đi biển luôn. Em đang cầm size size gì đây, size M. Rồi đó, ai lấy thì comment nha. Rồi qua mã luôn. Cái này chỉ còn size màu trắng là chỉ còn size XL với 2XL thôi. Chị nào lấy trắng thì comment nha. Trắng chỉ có XL với 2X thôi. Đó, ai lấy thì comment luôn. Rồi bây giờ qua tiếp tục chương trình mới. Qua tiếp tục chương trình mới. Trời ơi,
chuẩn bị lên 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 lẻ đâu được một cái đẹp quá nè mấy chế ơi, để coi cây gì hàng siêu cấp, trời ơi đẹp quá luôn. Rồi cái này để coi cái này là cái gì đây, mở ra coi. Ôi cái này đẹp vậy, size XL, trời ơi đẹp ghê luôn. Cái này một cái duy nhất XL, chị nào lấy cờ bên mã số 46. Ôi đẹp quá đẹp quá. Ôi cái này cầm đúng là nặng tay luôn á, đúng hàng 2 triệu mấy, nó nặng tay có khác. Đây mấy chế nhìn giúp em, mấy chế nhìn giúp em cái đầm này, ai lấy cờ bên giúp em size XL. Cái đầm này tầm cho bé anh 63 kg vừa. Trời ơi dễ thương lắm. Nhìn tay cho bé anh, nhìn tay hạt cho bé anh. Trời ơi không đẹp, xin lỗi chịu không nổi luôn. Vì quá đẹp, các chị nhìn giúp em. Mã này lên đơn mã 46, một cái duy nhất luôn, ai lấy cờ bên luôn. Ôi đẹp quá mấy chế ơi, 63 thôi nha. Cái này nó 63 thôi nha. Đó, nó ghi là XL nhưng mà tầm 63 kg thôi. Nên chế nào vừa thì các chị có thể lấy. Mã số 46 giúp bé anh luôn, cầm đang cầm trên tay. 46, các chị nhìn hộp của nó nè. Đây các chị nhìn hộp giúp bé anh luôn nè, đẹp chưa? Hộp của nó nè, trên từng cái này đẹp hộp lắm luôn, rất là sang. 46 nha, 46 nha. Cái này là 63 kg. Rồi em lên tiếp tục mã nè. Lên mã tiếp tục luôn nè. Cái này được một cái mờ. Để coi nhiêu ký. Ở cái này đẹp quá nè. Size này là size M cho bé anh. M cho bé anh, chị nào lấy M, cờ bên M cho bé anh luôn. 250.000 lên đơn mã số cho em 47. Ai lấy 47 cờ bên, cái này đẹp lắm nha mấy chị nha. Mà chỉ có size M thôi. Cái này chỉ có đúng size M thôi, 47. Ai lấy cờ bên luôn. Ai lấy cờ bên luôn, 47 cho em. Trời ơi đẹp quá. Hôm nay là đầm cao cấp 2 triệu mấy một cái. Mà toàn là hàng đẹp không à. 47 nha. Ai lấy 47 cờ bên luôn. Trời ơi mấy chế nhìn giúp em. Đầm này à, xin lỗi đẹp chịu không nổi luôn. Hạt hột của nó nè. Chị nào mà em mờ vừa là hốt cho em liền nha. Đầm này đẹp lắm luôn, rất là sang. 47 nha. Ai lấy 47 cờ bên 47 luôn gì ạ? Chắc là người ta ráp cho ai 47. Ai lấy 47 cờ bên luôn. Đó, đẹp lắm luôn, rất là sang. Trời ơi, còn gật đầu chào nữa, chắc bộ mới bả rồi. Bà Linh này bả thích đu bên trong không à. Thích lái máy bay không? Rồi, em lên tiếp mã. À, lên cái bao kia đi. Bao này bao lẻ. Lên cái bao sai á. Bao sai á. Bao này là quên, bao này là sau lưng anh luôn á. Đúng rồi, lên bao sai cho em đi. Tẩy cái bao này qua đó, lên cái bao sai. Bao lẻ để sẽ 1-2 ngày nữa xả hàng lẻ, là chỉ có một cái hai cái thôi, một cái hai cái thôi mà đầm cao cấp. Còn bây giờ em sẽ lên hàng hàng size là đủ size, nhưng mỗi thứ chỉ có hai cái rồi khui luôn. Đợi với anh 1 phút 30 giây. Có cây kéo nè, em khui luôn cho. Hello, chào Nguyễn Phượng. Gì đây? Trời ơi, xếp bộ nữa trời. Xếp bộ, ai thích xếp bộ cầm bên xếp bộ đi mấy chế. Trời ơi. Má ơi, xếp bộ, trời ơi đẹp quá. Lên con này. Lên cái con này, lên cái con hoa, con hoa. Xếp bộ có độ giãn không em? Chị Hồng Nhung, cái nào chị Hồng Nhung? Cái mờ hồi nãy không có độ giãn nha. Cái đầm nào chị hỏi phải cờ bên nạp mã để em tư vấn cho chị Nhung nha. Rồi, được mấy bộ tặng luôn nè. Lên đơn cho em mã số. Ở cái này đẹp nè. Mã cho em anh là mã số bao nhiêu? Lên đơn cho em mã số 40. 50 đi. Mã 50 đi, nãy giờ quên sai rồi. Cờ bên mã 50 giúp em. M50 lên đơn cho mấy anh. Trời ơi siêu đẹp luôn. Xét bộ cho mấy chị nha. Trời ơi lên xét. Đợi em xíu, cầm thấy xét nào là em lên xét đó.
45 đến cho bé anh 65 kg, còn vừa co giãn thoải mái. Chị nào lấy cờ mân nhanh tay, đầu lai em tặng nè, em dành tặng cho mấy bộ đầu lai. Rồi em sang tiếp đầm vô em tặng nhanh. Chị nào đợt trước đã mua những set này là biết rồi. Bình thường em bán một set này các chị mua hàng là bao nhiêu các chị biết rồi. Đầu lai em tặng nhanh 150.000, chơi luôn. Mã số lên ơi, mã đi, mã 50. Mã số 50 giúp bé anh 45 đến 65 kg, 150.000, tặng mấy bộ chơi luôn nè. Ai lấy cờ bên mã 50 giúp bé anh nha. Chỗ siêu đẹp luôn, gu xì cho bé anh. Mã số cho em đi. Mã số. Không xem được hả? Mạng yếu quá hả? Mã 50. Đó, bao gồm một áo và một quần. Một áo một quần là một bộ em đang cầm trên tay. Mã số 50 nha. Cái móc này sao mà nó khó coi quá à. Mã 50 giúp em đi. M50. 50 chốt cho ai nhanh tay. Chậm tay là hết. 50 nha. 45, 65 kg mặc được. Coi giãn mạnh lắm. 150.000. Chị nào lấy cờ mân sai. Hoa Ngô Thị Xuân ơi, má ơi, sáng giờ em gọi chế hoài không được luôn. Không biết nhân viên gọi không được nên là chưa có chốt đơn nha chị. Đó, ngày mai gọi điện thoại với bác máy giúp em để chốt đơn nha. Không ơi, sáng phải tính xả rồi đó. Giờ này còn em với online bé Linh, bé Huyền với về rồi hả em? Dạ đúng rồi chị Trang Trịnh nè. 50 chứ chị Trần Ngô một cái, Hoa Ngô Thị Xuân một cái, là chị Liên Thủy một cái dùng đơn à. 50 cho em 45-65 kg, co giãn thoải mái. Ok chưa, chị nào lấy cờ bên giúp em quên mã 51 nè. Rồi lên mã 51 nè. 51, ơi cái này đẹp nè. Trời ơi, Adidas. Bộ này Adidas không chốt là thôi luôn. Không chốt là thôi luôn, bộ này đẹp quá. 150.000. Mã số 51 giúp em. Trang Chỉnh lấy bộ này mặc chị ơi, đẹp lắm luôn. 45-65 kg mặc co giãn thoải mái. Mã số cho em, mã số 51 giúp em. Cái này của hàng Adidas nha. Cái này đẹp lắm, mặc tết được không nè. Đây, đây đẹp lắm, rất là sang. Ủa chị không thấy, sorry, ok chị. Gọi hãy bắt máy giúp em nha. Mã số 51 giúp anh. 51 giúp em. Chị nào có like chấm bài chia sẻ. Bộ này của thằng Adidas, trời dễ thương lắm. 51 giúp em đang tặng với giá. Đợt trước chị nào mua 370.000 những cái set này, hôm nay chia sẻ like tặng hết. 150.000 không lỗ, không phải là bé anh luôn. 150 cho bé anh, mã số 51 giúp em. Trời dữ hương lắm. Mặt rất là đẹp luôn và rất là mát. Họa tiết cho bé anh thụ sang lắm luôn mấy chị. 51 giúp em. Được mấy bộ? 1, 2, 3, 4. 4 bộ 51, chị nào lấy chốt lẹ luôn. 150.000, chơi luôn đi mấy chị. Ai à, lấy cờ bên luôn. Ok chị Hoa Nguyễn à, 51 một cái à, cô Thu Thủy 51 một cái luôn à. Hello chị Anh Tố à, nãy giờ coi live bị ao ra vô lại hả chị Anh Tố. 51 chốt và ai lấy cờ mình nha. Ai lấy cờ mình giúp em nha. Trời ơi xin chưa. 51 rồi, bây giờ chuẩn bị 51 rất là cưng luôn. Cái này em tặng được trước ai mua là biết rồi. Những cái set này hầu như 350, 380, 390. Bây giờ tặng bao nhiêu? 150.000 của thằng Adidas, dễ thương chưa, tem tác đầy đủ luôn. Ok, 51 chốt cho chị Long Chi Nguyễn một cái. 51 chốt cho chị Trang Trịnh một cái rồi, còn không? Hết rồi không? Còn được bộ 51, còn được một bộ. Ai lấy cờ bên luôn để em qua mẫu nha. 51 ai lấy cờ bên luôn để qua mẫu nha. Coi giãn lắm, coi giãn lắm. Trời ơi, hàng chi nãy giờ mấy chị bị đá ra hết luôn. Mấy chị nãy giờ coi like, ai đây con la nãy giờ bị out rồi hết luôn. 45 đến 65 kg dừa. 45 65 kg dừa. Còn nãy giờ mà ai mới vô lát coi lại like, mình đặt chốt cái like. Nếu mẫu đó hết hàng hoặc em nói là hết rồi chốt dư thì chụp cái mẫu đầm đó gửi qua inbox để bên em kiểm tra. Nếu có thì bên em sẽ chốt cho mấy chị, còn không có thì thôi, sorry luôn nha. 51 ha. Rồi em qua mã luôn. Lên mã 52. 52 được 2 bộ. 52 được 3 bộ. 52 được 3 bộ. Mã này đẹp nè. 52 bộ Dior. Ai lấy tặng nhanh 150.000 chơi luôn. Trời ơi còn được 3 bộ. Sót. Rồi mã này hôm bữa chốt không có hàng để chốt. Dior nha mấy chị nha, bộ này của thằng Dior. Trời ơi, coi giãn mạnh lắm, bầu bì bông chen thoải mái luôn. 45 65 kg.
Ai lấy mã này comment giúp em mã số cho em, mã 52. Mã 52 ạ, cái này là thun của Hàn Quốc nha mấy chị nha. Rất là đẹp luôn, đây là những set bộ cao cấp 52 giúp bé anh, rồi sang chưa, của thằng Dior. Chetty and Dior. Mã này em nói không có hàng để chốt, hầu như mấy mẫu nhí nhố. Chứ mấy cái mẫu này bán chạy lắm, hầu như hàng thương hiệu là bán chạy lắm. Không có hàng luôn á, 52. Đang sale một set bộ bao nhiêu tiền? 150.000. Ai lấy cờ bên mã số 52 giúp bé anh luôn. 52 chốt cho chị Phượng Cát một cái nè. 52 chốt cho Hoa Ngô Thị Xuân một cái luôn nè. Rồi sang chưa, rồi còn bộ nha. Ai lấy 52 cờ bên 52 luôn. Rồi em qua mã nè. Rồi bé anh qua mã cho mấy chị nè. Ai lấy thì cờ bên giúp em. Nào giờ chị bị ao ra không coi được em à, chị Trang Trịnh nè. Trời ơi hàng chi. Em thấy mấy chị đang coi live bị ao ra hết, không biết lý do tại sao. Rồi bây giờ em lên tiếp. Mã này cho em mã số 53. Hả? Em không biết làm sao luôn á, hay là dạo này do mạng yếu ta. 53. 53 được bộ. 53 được một bộ nói chị, 150.000 luôn. Được một bộ duy nhất 53. Ai lấy cờ bên 53? Một bộ Fendi. Bộ này của hàng Fendi nha. 45-65kg của hàng Fendi 53. Chị nào lấy luôn, sale luôn 150.000. Mã số 53 giúp bé anh luôn. Ai lấy cờ bên luôn. 45-65kg được hết. Có một bộ duy nhất là hết hàng luôn rồi nha. Đó, ai lấy thì cờ bên giúp bé anh luôn. Ai lấy thì cờ bên giúp em luôn. 52 nha em, chị Hồng Nhung. 52 chị Hoa Ngô, chị 52 là mã nào vậy? Ok, 52 chốt thì chị Hồng Nhung một bộ luôn à. Mã này 53 nha. Mã này 53 nha. Ai lấy cờ bên giúp em luôn. 150.000 mã 53 mẫu Fendi 53. Trời ơi mặc bộ này sang lắm nha mấy chế. Không đẹp không xin trả lại tiền. 53 rồi, ai lấy 53 cờ bên nha. Qua 54 nè. 54. Ơi cái này đẹp quá nè. Hình chuột hình mèo gì không vậy? À, cái này dễ thương nè. 54 được mấy bộ nè. Bé anh xin like tới bao nhiêu 10 giờ rưỡi nha, xin giúp off nha, sáng mai đi làm sớm rồi, mấy hôm nay toàn là like trễ, sáng sớm dậy chịu không nổi luôn, 7 giờ là em phải đi làm rồi mấy chị. Mã số cho em là mã số 53 giúp bé anh luôn. Trời ơi dễ thương lắm, cái set này siêu cháy, còn được 3 bộ luôn, đợt trước về 20 bộ còn được 3 bộ cuối cùng, đợt trước khách mua toàn 370 một bộ, bây giờ xả luôn 150.000. Mã 53 LV 45-65kg vừa. Ai lấy 53 comment và kèm theo cho em số điện thoại nếu là khách hàng mới. Còn khách cũ thì thôi nha. Khách cũ thì cứ comment mã thôi là được. Đây, các chị nhìn giúp em. Coi giãn mạnh lắm. 53, dễ thương lắm. 45-65kg, mặc dễ thương lắm. Coi giãn thoải mái. Lên đầm đi em. Trời ơi, Hải Đăng Đặng ơi, coi lại like. Nãy giờ đầm 2 triệu mấy không mà. Mà sale còn có 250 thôi. Hải Đăng Đặng lát lại coi lại like nha. 53 Hương em ấy dẹp trai quá trời mà bé anh sao kêu mập không vậy bé anh? Tại vì em thích gọi là mập cho nó dễ thương đó chị Trang Trịnh. Đi làm gì vậy em, shop của mình mà. Dạ chị Võ Mỹ chị, sáng là em đi bán bất động sản, em bán căn hộ, em bán đất nền. Chị nào muốn mua đất thì liên hệ bé anh. Còn buổi tối thì bé anh về bé anh livestream bán quần áo, bán phong thủy, bán mỹ phẩm. Đó, chị nào mà muốn mua nhà Vinhome đồ này nọ hoặc là căn hộ đất nền thì liên hệ em anh nha. Sáng làm công ty đại lý 53 trăm rưỡi. 53 Long Chi Nguyễn cái đây, 53 nè, 53 là bộ này nè. Long Chi Nguyễn một cái, anh lộn rồi, Fendi là mã khác, mang ra. 53 là LV, 53 là cái này nha. Đó, 53 là LV, 53 53 chốt Long Chi Nguyễn nè. 53 chốt cho chị Lê Vy. Lê Vy không biết còn không đây.
còn có được hai bộ là hết rồi nè. Lê Nguyễn chưa? Long Chi nè, Lê Nguyễn nè. Rồi 53 chốt cho chị Nguyễn Linh nè. 53 Nguyễn Linh nè. 53 Phạm Hòa lên số điện thoại luôn chị ơi. Phạm Hòa lên số điện thoại giúp em nha. Rồi 53 hết, còn một bộ ai lấy cờ bên luôn. 53 150.000, chị nào lấy cờ bên luôn. Rồi chị nào lấy cờ bên luôn, cái này bao nhiêu bao đi khỏi xếp. Rồi em lên tiếp tục mã 54. 54 nè, trời ơi khách xã là đợt trước nè. 370.000 nè, còn được bộ nè. Ai lấy 54 sale luôn 150. Trời ơi đẹp lắm luôn, màu hồng. Quá trời người khách thích màu hồng luôn mà không có màu hồng bán. 54, một bộ duy nhất. Phạm Hòa lên số điện thoại em chốt đơn chế ơi. 54 giúp với anh, chị nào đặt là phải cho số mới chốt thì mới chế. 54, một set duy nhất luôn. Set này được trước 370 tặng luôn. Bao nhiêu tiền? 150.000. Các chị nhìn logo giúp em. Tất cả đều là thun Hàn Quốc, rất là mát, mát rưỡi luôn. 54, một set duy nhất 150 luôn. Ai lấy cờ bên mã 54? Eo vì hồng, eo vì màu hường, rất là cưng luôn. Các chị mua cái này các chị sắm Tết, sáng các chị mặc đầm cao cấp, rồi chiều trưa trưa mấy chị thay mấy bộ này ra các chị mặc ở nhà, rất là mát luôn. Mà giá rẻ, đợt trước mấy chị khách kia toàn mua là 300-400 không, mà bây giờ các chị mua hàng xả rất là rẻ, có 150 à. Nhưng mà bị một cái là phải canh like, tại vì mỗi thứ có một cái hai cái thôi. Đó 54, ai lấy comment nha, LV hồng nha. Rồi em qua mã luôn nè. 55 nha. Ê cái này dễ hơn vậy. 55 Gucci hồng 2 bộ. 50, nãy giờ LV rồi qua Gucci đi. Đẹp lắm luôn. 55 được 2 bộ, chị nào lấy comment luôn mã 55 sale luôn 150. Ai lấy comment mờ 55 luôn, trời dễ hơn chưa. Mã 55 Gucci hồng 45 đến 65 kg bao mặt. Chế nào lấy comment giúp em mã số 54. Có xét đùi không em Long Chi Nguyễn? Không. Đợt này chưa có xét đùi đâu, xét đùi em đang đặt mà chưa có hàng. 54 giúp em, xét đùi em đang đặt loại cao cấp mà chưa có hàng. 54 set Gucci luôn, ai lấy Gucci comment nha, set này dễ thương nè. 54 nha, 150 luôn. Cái này là của Hàn Quốc mấy chị ơi. Trời ơi, hàng chi nay mạng yếu. Nay mạng yếu, trời ơi mấy chị ơi, nay mạng yếu. Bị văng ra quá trời luôn. Khách đang coi bị out ra hết, với lại không có hiện comment. Hàng chi khách đặt ở trên đây nè. Đó, phần mềm ban kết em lướt nè. Đó, mà ở trên đây em thấy cái máy chủ không có thấy hiện comment. Xui ghê gì đó. 54 chốt gì trang trịnh một bộ luôn, rồi còn một bộ nè. 54 là cái em đang like. 5 cái trước là mã số 50. 53 là cái này. 53 là cái nào? Không phải nha. Ờ 53 là cái đó, 54 là cái eo vì hồng. Vậy cái này là 55 rồi. Em nhầm, chết rồi, sorry mấy chị. Mã này là mã 55 chị Trang ơi. Chị lấy 54 eo vì hồng hay cái này? Sorry mấy chị, em like hồi là em độn sọ hấp luôn. Sorry mấy chị, em đọc sai mã. Nên là phiền lòng mấy chị, nãy giờ chị nào mà lấy cái mã này thì comment mã 55 giúp em. 55 là cái Gucci hồng em đang cầm ở trên tay. Đó, lên đầm nữa đi bé anh đẹp. Dạ, chắc là phải mai mới có thêm lô đầm tiếp. Nãy giờ lên mấy mã rồi, nãy giờ ôm đầm cao cấp là mệt luôn á. Đó. Đó, 55 ok, vậy là chị chốt cái mã này đúng rồi nè. Lấy cái mã này đi. 55 chị Trang nè. Em lên xong bộ này một cái nha. 54 cái màu hồng chốt gì hồi chị Hồng Nhung luôn nè. 54 là cái LV hồng nha, Hồng Nhung nha. 54 LV hồng chốt cho chị Hồng Nhung. Rồi em lên mã 55 được 2k, 56. 56, mã này 56 em được 2 cái rồi. Rồi em lên một hai cái đầm lẻ nữa rồi em xuống nha. 56 giúp bé anh luôn. Quần có bị ôm lắm không em? Không chị Trang ơi. Quần này quần thun co giãn mà. Cái này được chị Trang thử rồi đó, cũng được. Mặc cũng ok lắm, co giãn thoải mái. Do đó là set bộ mà mấy chế. Cái mã này là 56 nha. 56 cho bé anh luôn, eo vì nâu. 56 eo vì nâu, set này dễ thương nè, 56 được 2 bộ. Eo vì màu nâu. Đó. À, M55 Gucci hồng. À rồi, vậy là lộn rồi đó. Là cái này nè. Rồi, em lên cho em mã số 56 nha, eo vì đen.
56 eo vì đen, ai lấy 56 eo vì đen comment luôn 56 eo vì đen. Là các em đang cầm 45 đến 65 kg. Ok, 55 gu xì hồng, chị Hồng Dung luôn, eo vì đen nha. Hồi nãy em lên đầm 2 triệu mấy, sale có 250 nhiều lắm. Lát em ngắt cái like này mấy chị coi lại, chị nào mà khách mới vô á, coi lại cái like này. Coi coi mình có thích cái đầm nào lấy luôn. Rồi em kiểm kho một lần, nếu còn hàng thì lấy, không thì thôi sorry. Tại vì nhiều đầm lắm, 2 triệu mấy, hàng cao cấp, hàng shop mà đang sale còn có 250.000 à. Rồi lên cho em mã số này, cho em mã số là mã số 56. Eo vì đen nha, 56 là eo vì đen nha. Đó coi giãn thoải mái luôn. Các chị nhìn giúp em, cái này trời ơi bầu mang thoải mái luôn. Tại vì thun của nó thun Hàn Quốc coi giãn mạnh lắm, 56 nha. Đó, khách nào mà nãy giờ mà mới vô hoặc là vô phút chót á, coi lại lai đầu, nãy giờ lai đầu đầm mấy chị dục quá trời luôn, đẹp lắm. Đầm toàn là đầm cao cấp luôn à. Rồi giờ em lên tiếp nè. Giờ em lên tiếp nè. Một hai cái đầm lẻ em sale luôn nè, nhanh tay nha, chậm tay là hết nha mấy chế. Cái mã này hồi nãy em like rồi nè, đầm cao cấp nè. Mã này hồi nãy em like rồi nè, đầm cao cấp đẹp lắm luôn á. Đó, chế nào lấy mình tranh thủ lấy. Các chị nhìn giúp em, trời ơi sang lắm luôn á. Đó, 56 eo vì nâu chị Lê Nguyễn. 56 eo vì nâu, trời ơi mới quăng đâu rồi. Rồi 56 eo vì nâu chốt cho chị Lê Nguyễn luôn nè. Đây. Rồi, giờ lên một hai mẫu đầm nữa rồi xuống ha. À, đầm cao cấp luôn nè. Cái này là cái gì đây? À, quần cao cấp. Để coi cái này là hàng gì đó, lẻ cái gì đó. 56 chốt Hồng Nhung. Một bộ nữa là hết. Anh thấy cái bao nha, bao này rớt miệng. Ok, 56 eo vì 5 chốt Hồng Nhung. Trời ơi, áo khoác. Trời ơi, đẹp quá. Áo khoác Mỹ. Áo khoác Mỹ mấy chị ơi, hôm bữa ai hỏi áo khoác Mỹ em nói hết hàng nè. Tranh thủ lấy nè. Cái thằng này mắt y là đây các chị ơi, BCBC của hàng Mazda. Đẹp lắm luôn các chị ơi, áo khoác Mỹ nha, rất là cưng luôn. Mã này chị nào lấy áo khoác Mỹ lên đơn cho em mã số đi. Áo khoác Mỹ. Áo khoác Mỹ được 2 cái, tặng luôn. Ôi dữ hương quá à. Cái này áo khoác Mỹ, đây đây đây, nó là áo khoác kiểu như này nè. Các chị mặc với lại mấy cái áo đầm mà hở tay á, đẹp lắm. Áo này em tặng nhanh luôn, chị nào hên mua được nha. 150.000 lên đơn cho bé anh mã số 57, hai cái duy nhất. Cái này 65 kg chắc còn mặc vừa luôn, free size áo khoác Mỹ mấy chị ơi, đẹp lắm. Áo khoác này hôm bữa like về 350 là sale rẻ nhất, hôm nay tặng luôn. Còn được đúng duy nhất hai cái lẻ áo khoác Mỹ lên đơn. Cái này các chị mặc chung với lại những cái áo đầm mà không có tay á. Đó, các chị mặc các chị phối lên cho em rất là dễ thương. 57 nha, 45-65 kg vừa, mặc dễ thương lắm. Đây, cái này có cái dây cài kéo cài nút luôn nè. Đó, ai thích mặc thời trang mặc cái này, áo khoác thời trang dễ thương lắm, rất là sang. Áo khoác bé anh đang mặc, áo khoác Mỹ nha mấy chế. Đây đây đây, trời ơi đẹp lắm luôn á mấy chế, nhìn giúp em, hình dung giúp em, rất là cưng luôn. Áo khoác Mỹ rất là sang, 57 chốt như Trang Huỳnh một cái luôn nè. Đó, ai mà nãy giờ mình mới đặt có một cái đầm hoặc một cái áo à mà mình muốn đặt thêm nhiều á, coi lại like để có đặt gì đi luôn. 57 chốt chị Lê Nguyễn, hết 57 nha, hết 57. Rồi Lê Nguyên 57 luôn nè, bao luôn nè. Rồi lên 58, trời ơi áo hiệu ra đà 150. Lên 58, ơi áo này đẹp quá, ai không lấy em lấy luôn, trời ơi cưng chưa. Áo tay dài của hàng Prada, trời ơi áo này xịn nè, đẹp lắm luôn. Để coi giá bao nhiêu, hàng cao cấp. Trời ơi má ơi, áo thun tay dài của Prada 480, chị nào lấy tặng luôn 150.000. Trời ơi rất là sang luôn. Cái này mà mặc đi Đà Lạt hoặc là chị nào ở Hà Nội hoặc ở ngoài Bắc là rất là cưng luôn. 57 hết hàng, lên cho em 58, 150.000. Đây tem tác đầy đủ nha, hàng còn tem nha mấy chế, hàng mới nha. Đây đây đây, trời ơi đồ số 480, tặng luôn 150.000. Chị nào lấy comment mã 58 cho em luôn.
Cái này để nhiêu coi ký, nhiêu ký vừa. Rồi coi giãn mạnh luôn nè. Coi giãn mạnh luôn, 63 64 ký vừa. Từ M cho tới XL là vừa cái áo này, 150.000 luôn. Của hàng Prada. Cưng chưa mấy chị? Đây. Đó, chị nào mặc đi Đà Lạt hoặc đi Hà Nội đi Sapa đồ này nọ nè. Đó, mà đặc biệt là nó không có dày quá, rất là cưng luôn, 150.000 nha. Đó. Ai lấy áo thì cờ bên áo luôn, mã số 58. Mã số 58 cho mấy anh. Rồi em lên 59 nè. Rồi. Năm mươi chín. Ai lấy 59 còn bên 59 luôn. Đây, áo Mỹ sót được một cái luôn. Đó, ai lấy comment giúp em, áo này cho em 34 đô. Tặng nhanh luôn 150.000, mã số 59 giúp bé anh luôn. 59 nha. Bờ 59. Màu này là màu xanh đen. Màu này màu xanh đen mấy chị. Mã này cho em 65 66 ký vừa luôn á. Đẹp lắm, dễ thương lắm. Đó, cái này cho mấy anh size L nha. Chị nào 65 66 ký vừa. Cái này tầm cho em 58 cho tới 65 66 ký. À, lên nhanh đi, sắp hết pin rồi em ơi. Ok chị Trang luôn, mã này cho em là mã số 59 nha. 59 là áo khung Mỹ đang cầm. Áo này đẹp nè chị Trang. Đó, áo này đẹp nè. Đây mấy chị nhìn giúp em, đẹp lắm, mặc lên sáng lắm. Mà do em cầm vậy đó nó hơi tối nên nhìn nó không có trắng lắm, nhìn không sáng lắm. Rồi để cho anh Hữu lên lẹ luôn nè. Để lên lẹ. Thôi lên cái nữa đi xuống thôi. Chịu hết nổi rồi. Lên cái nữa rồi đi xuống nha. À, hết đầm rồi hả? Có đầm nhưng mà toàn là đầm và đầm lô á, chưa có kiểm mã, chưa kiểm sai, nó đang lộn tùng phèo lên vậy đó. Ngày mai em mới soạn lại tiếp, ngày em có 2-3 tiếng soạn mẫu à. Ôi đầm này cao cấp, đầm cao cấp, chị nào lấy comment nhanh tay luôn. Trời ơi đầm này sang quá, mã số cho em đi, đầm này đẹp quá. Size này là size XL, đầm này cao cấp trong cái bao cao cấp luôn. Mà này em lỡ cầm lên nha, em tặng luôn. Chị nào lấy cờ bên cho em mã số nè, size này size L. Tầm cho mấy anh 63 64 kg tặng nhanh. 199.000 đồng lên đơn luôn. Trời ơi, đẹp quá luôn á. Mã số đi. Mã số 60. Mã 60 60 60 mấy chế. Thôi để em để đi cho cái chị dễ nhìn nha. Đây. Cái này đẹp lắm luôn á, mã 60. Đây. Đầm này đầm sang lắm nè, tay sơ mi luôn nè, tay sơ mi mà sơ mi mát lắm luôn á. 199.000 mã 60. Ai lấy đầm này cờ bên luôn mã 60 nha, 199 nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đây. Em do cái móc của em nó hơi to á, em gài vô hơi khó. Nó là theo kiểu đầm như này nè, nó nhúng cái bèo nhỏ để cái chị khỏi phải bị chật cái bụng. Đó, chị nào lấy cờ bên luôn. Đó, rất là sang. Đó, ai lấy thì cờ bên luôn, còn một mẫu mà trong cái bao này. Thôi lỡ rồi cuối like nha, chị nào nhanh tay tặng luôn. 63 64 ký vừa, em anh tặng nhanh 150.000 mã 60 luôn, là cái cuối cùng em lên. Mã 60 tặng luôn 150, ai lấy cờ bên nhanh tay luôn nè. Đẹp lắm mấy chế ơi. 63 64 ký vừa, cái đầm này size XL, chị nào lấy thì cờ bên luôn. Mà đầm này đầm sơ mi nên chị nào L cũng vừa luôn, rất là đẹp. Mã này em tặng mã cuối like 150 luôn, ai lấy chốt lẹ nha. Mã 60 nha. Đây. Đó, cái này là như thế này đây. À, mai có like không Nguyễn Phượng? Mai em hên xui em không biết. Nếu mà em về kịp thì em sẽ like hả? Đó. À, mai hên xui em sẽ like, nhưng mà em sẽ ráng. Nếu mà ráng, ngày mai thứ mấy vậy? Mai thứ 7. Ờ à, đúng rồi, quên mai thứ 7. Để thôi. Ngày mai nếu mà được thì 3-4 giờ em lên like. Bánh kẹo hàng Mỹ với hàng Hàn Quốc về nhiều lắm. Xong rồi được thì sẽ lên quần áo cao cấp luôn. Ok chưa? Ai lấy thì comment giúp em. Ai lấy thì comment giúp em nha. Rồi mã cuối cùng. À mấy chị ơi, trước khi em tắt like, trước khi em tắt like cho em quảng cáo. Em quảng cáo cái này một cái. Em quảng cáo cho em, xin quảng cáo 3 phút cái này một cái là em xin xuống nhắc like liền. Đây. Cho em quảng cáo đúng 3 phút nha. Cái này là cái bình nước nè, còn sót nè. Em nghĩ là bà nên sót đơn á, em chắc chắn luôn là nhân viên em chốt đơn sót cho khách
hoặc là đối tượng nào không có trong fanpage là thích ra hết, chứ làm sao mà không thể nào mà sót đơn được. Nên là bây giờ chị nào lấy em tặng luôn, hôm bữa em chốt hết sạch luôn. Mà em không hiểu sao sót đơn cho khách nè, còn được cho em 8 bình nè. Ai lấy comment giúp em, bình này bình của Hàn Quốc, bình này là của bình Hàn Quốc luôn, nhưng mà không phải là dưỡng nhiệt nha. Cái loại này là các chị để trong tủ lạnh uống rất là đẹp. Cái này là hàng sang hơn của Lá Bài Lóc luôn, rất là bền. Đây, cái này em bao bền luôn và của Hàn Quốc đây, rất là đẹp và các chị bình rất là chắc. Chốt đồ cho chị em, khỏi điện thoại chốt luôn nha. Ok chị, mã này em tặng nhanh cái bình nước đang cầm trên tay, bao giá toàn quốc, siêu thị bình này 70-80 ngàn. Ở trong metro á, cái metro cũ á, có cái loại này 70-80. Em anh bán tặng tri ân các chị còn 8 bình, 30 ngàn một cái bình nước. Ai lấy bình nước comment cho em bình nước. Em khẳng định luôn, nhân viên em chốt hiểu đơn cho khách. Hôm bữa em chốt hết sạch cái này, đâu ra còn sót được 8 cái bình. Mã này cho em bình nước 30 ngàn, còn sót đúng 8 cái. Ai lấy comment cho em bình nước luôn, nhanh tay mới chế. Nhanh tay mới chế, chậm tay là hết nha. 3 đúng 8 cái thôi, hôm bữa là chốt sạch. Chị nào mà khách mới nãy giờ chốt quần áo nè, mà có sẵn tiện mà có nhu cầu thì mình mua cái bình nước này rất là đẹp luôn, của Hàn Quốc nha mấy chị nha. Đó, ai lấy thì comment luôn, 30 ngàn. 30 ngàn mấy cái, ai lấy mấy cái thì comment mấy cái, sắp hết rồi, 8 cái thôi. Bình nước 30 ngàn, coi 2-3 like trước là biết cái bình này em chốt mạnh lắm, bình này em chốt mạnh lắm. Ai lấy thì comment giúp em nha. Chị Lan Bùi một cái bình nước luôn, ba thủy thu thủy 3 cái bình nước luôn, Phước Kim 3 cái bình nước luôn. Chị Lan Bùi 2 cái bình nước. Rồi em nhận đơn thêm người nữa, đủ 8 bình không? 2, 2, 4, 6, 8, rồi hết. Rồi đó, rồi. Đó, nhận đơn như đó thôi. Rồi bây giờ em sẽ qua, còn dư 4 hộp sô-cô-la tặng luôn. Dư 4 hộp sô-cô-la tặng luôn, hôm bữa cơ chia sẻ like bán 50 ngàn. Giờ tặng luôn, tóc co tặng luôn cho lẹ. Tóc co tặng luôn cho nó lẹ, dư 4 hộp sô-cô-la. Ai lấy sô-cô-la của Mỹ, sô-cô-la này là của hàng Island nha, Miss Island. Hàng này là của hàng Mỹ, Anh Quốc, rất là ngon. Giờ mới coi like bé anh được đó, chị Quỳnh Giao. Dạ mấy hôm nay mạng yếu hay gì á, bó tay chống cơm luôn. Quỳnh Giao ơi, lát coi lại like. Đồ đẹp không mà chị Quỳnh Giao. Sô-cô-la đợt trước siêu thị bán 140 ngàn, đợt trước em kêu chia sẻ like bán 80. Còn mấy hộp lẻ tặng luôn 50 ngàn một hộp sô-cô-la caramel ngon lắm. Còn đúng 4 hộp thôi. Ai lấy sô-cô-la comment luôn sô-cô-la, 4 hộp cuối cùng nha. Hết nha. Chế nào lấy thì comment luôn. Chế nào lấy thì comment luôn cho mấy anh. Sạch xanh xanh. Alex Sô-cô-la comment nha. Cái này khách em đặt, mới đặt 2-3 la trước nhiều lắm, đâu ra còn sót được 4 hộp. Đó, cái này là chắc thiếu đơn. Hôm bữa là đếm thùng là theo là không còn sót cái nào đâu. Ghi cho mấy anh sô-cô-la luôn, Phước Kim. Phước Kim ghi cho mấy anh là sô-cô-la luôn nha, chị Phước Kim nha. Đó, chị nào lấy thì comment luôn. Chị nào lấy thì comment luôn cho mấy anh luôn. Ai lấy thì comment luôn cho mấy anh. 50 ngàn một hộp. Mấy anh xin nhận đơn chơi luôn đi. Lỡ rồi khách comment nhiều quá, khách comment nhiều quá chơi luôn. Em đếm dư, nếu chị nào lấy em chơi luôn. Ngày mai em kêu gửi hàng lẻ xuống rồi cho em. Sô-cô-la em tặng, ai lấy comment tại livestream 50 ngàn một hộp nha các chị nha. Lên mạng sọt sô-cô-la toffee caramel của thằng Angel, của thằng Angel này các chị. Thằng toffee một hộp này đây các chị ơi. Đây các chị nhìn em, mã check code hết đầy đủ. Em bán 100% là hàng chuẩn, hàng xịt, không bán hàng giả, hàng nhái. Ok, ai lấy comment giúp em nha. Rồi em đọc nè. 2 Phước Kim 2, Nguyễn Loan 2 là 4, Nguyễn Hình Trang là 5, Bình Lê 4 là 9, Quỳnh Nguyễn là 10, Thu Thủy 2 là 12, Diễm Nguyễn 1 là 13, Phước Kim 2 là 15. Đó, ai lấy thì comment nha. Ai lấy thì comment nha. Đó. Rồi, nhanh tay mấy chế ơi, chậm tay là hết luôn. À 13, nãy giờ đọc lộn lên 15 rồi. Chuẩn bị nha. Chị 4 hộp xô. Comment giúp em, ghi rõ giúp em sô cô la luôn. Ghi rõ giúp em chữ sô cô la chế ơi. Đó, 13 cộng 4 là 17. Đó. Mấy chị cứ tính tới giúp em. Comment giúp em rõ chữ sô-cô-la. Trời ơi, ăn ngon lắm chế ơi. Cái này mình mua mình tặng mình biếu được luôn. Đó, ai lấy xô thì comment giúp em là sô-cô-la nha. Đó, 10, Quỳnh Giao là 4 là nhiêu? 13 cộng 4 là 17. Hải Đăng Đặng thêm 3 nữa là nhiêu? Là 20 hộp rồi đó. Má ơi, nhận đơn đã luôn. Mấy chị tranh thủ sô-cô-la nha, 50 ngàn. Rồi ai lấy thì comment luôn.
1 phút 30 giây he he sô cô la. Ok chị Quỳnh Giao. Rồi, lát mấy chị Hải đang đặng hay Quỳnh Giao mà có đặt đơn á coi lại like đi, ưng cái nào thì chụp qua tin nhắn hoặc là comment mã trong đó, hoặc là gửi qua tin nhắn đi chắc cho nó lẹ lẹ. Chứ còn mã là chắc tới ngày mai luôn á, tại lâu lắm, mấy hôm nay đang thiếu nhân viên, tầm 2 ngày nữa là có nhân viên vô lại rồi. Tại vì có người thì về quê mà có người thì đi học anh Giang nên là chịu thua. Mấy nay tuyển nhân viên mà mình tin tưởng thì khó lắm, với lại là nhanh nhẹn cũng khó lắm nên thôi. Đó, mấy chị thông cảm, chốt đơn hơi lâu một xíu nhưng gọi điện thoại nhớ bắt máy em là được rồi nha. Rồi ai lấy thì comment nha. Rồi qua mã luôn, hồi nãy được nhiêu rồi? 20 hộp rồi hả? 20 hộp rồi, ai lấy thì comment nha. Rồi, bé anh xin nhắc like, hẹn mấy chị ngày mai em sẽ có sức khỏe, em sẽ lên 2 chập luôn, một chập buổi chiều 3-4 giờ, 3 giờ, 2-3 giờ gì đó, một chập buổi tối luôn để phục vụ với các chị mùa Tết. Bye bye tất cả các tình yêu của em.